bớt nói. Tinh phải có khủng không? Thấy con gì vậy? Con bố hạnh mình chồng không? Ủa sao Yên Trần nó còn nằm đây? Có là làm đơn rồi mà. Hello mọi người. Bán đi chị hả? Bán cái gì mà bay vô cái là bán đi luôn chị. Hello em chào tất cả các tình yêu nhé. À, ngày hôm nay thì em phải nói trước như thế này, tức là ngày hôm tối hôm qua em like túi thì cũng có khá là mẹ, có rất nhiều mẹ đã được đi đơn rồi, đã được chốt đơn rồi, còn một số mẹ em chưa chốt kịp tại vì do là ngày hôm nay nhân viên thì nghỉ, mà có hai vợ chồng mà gặp thằng cu tí thì thôi rồi, ngoài cuối tuần nó báo mẹ. Đó nên bởi vậy có một số đơn hàng em chưa làm xong thì ngày mai em cho các bạn nhân viên các bạn làm. Ngày mai thứ hai thì các bạn tới các bạn làm cho nhanh nhá. À, vâng em xin lỗi chị Nguyễn Ngọc Đơn ạ, Nguyễn Ngọc Dơn. À, em xin lỗi chị tại vì do giờ này chị em mới có thể lên được. Gần như là cứ phải dụ dỗ. À, đêm vào dụ dỗ cái cậu nhỏ là phải đi ngủ đi rồi đủ trò đủ kiểu, bắt đầu anh chịu đi ngủ. Anh chịu đi qua phòng ngủ thì bắt đầu mẹ mới lên bán được. Đấy còn nếu không là tịu tui luôn. À, muôn dượt em ơi đi, đơn của em chưa đi. Tức là đơn túi ngày hôm qua là chưa. À, muôn dịp ơi, ngày hôm qua em chốt được một túi nhưng mà đi chưa đi hàng gái yêu nhá. Ngày hôm nay chị Nhung sẽ lên giày của các con. Hôm nay em xin phép là lên giày cho các con tình yêu nhá. À, hello chơi mũi to, lần nào nhìn cũng buồn cười quá. Xấu hổ. Mi đừng nhắc thì không ai biết là mũi to. Mà Mi nhắc một cái là cả thế giới đều biết chị Nhung mũi to. Mặc dù là mũi to thiệt. Mũi to kinh khủng khiếp. Hồi trước em có bầu với các mẹ, em không dám chụp một cái tấm hình nào khi mà em có bầu luôn. Tại vì xấu mà nó xấu, là nó xấu tần, gọi là tận cùng của thế giới. Thảm họa của nghệ thuật. Gần như là thế. Tức là nếu mà chụp lên là một sự sỉ nhục đối với người nhìn. Nên không bao giờ em không dám chụp. Tại vì sao trời ơi, nhiều khi nhìn vào soi gương còn không dám nhìn. Xấu kinh khủng khiếp hồi có bầu. À, mặt thì đỏ, mũi thì to mà còn đỏ, cổ kiết thì đen như một con trâu miên ấy, kinh khủng lắm nha. Để giày ok à, lên đồ bộ không, hôm nay thì không lên đồ bộ rồi, hôm nay thì không lên đồ bộ mà chủ yếu là lên giày dép là chính. Nhưng mà bây giờ có khả năng à, ba con xem có kịp được cái đống này không, lên luôn cho các mẹ luôn. Lát nữa em sẽ lên xen kẽ để tránh tình trạng là các mẹ còn chút nữa chừa xay trắng coi như chuộc lỗi nha chị. À, chút nữa chừa em một đôi giày là sao? À, chưa gì mà. À, ok vậy à, mũi to tay lắm. Chứ không phải là mũi to là ươn nịnh à. Người ta hay gọi là ươn nịnh nên mũi mới phồng to đấy. Rồi ok, bây giờ 96 người đang xem live, các mẹ hãy chia sẻ giúp em để chúng ta có thể bắt đầu luôn. Tránh tình trạng là có thể mất thời gian của các bạn bởi vì em cũng lên hơi trễ, bây giờ là 8:30. Chính xác là 8:33 rồi. Đó nên bởi vậy các bạn hãy chia sẻ giúp em để em chị ạ, để chúng ta lại tiếp tục săn một đôi giày hảo hạng. Một đôi giày hảo hạng không đồng các tình yêu nhé. Và đêm hôm nay thôi thì bây giờ như thế này. Đêm hôm nay các mẹ ơi, em xin phép nhá một số đôi rất là xuất sắc luôn. Em cho các mẹ được quyền, tức là đêm hôm nay mẹ nào may mắn trúng thưởng mini game trong buổi tối ngày hôm nay thì mẹ đó được sở hữu luôn, được quyền sở hữu một trong tất cả những một trong số những đôi giày em sẽ like trong buổi tối ngày hôm nay. Tức là các bạn được quyền chọn luôn, mẫu nào ưng cũng được. Các bạn ưng mẫu nào các bạn chọn mẫu đó giúp em. Và làm sao ạ? Và được một đôi giá không đồng nhá. Và em hy vọng là đêm hôm nay các mẹ sẽ may mắn. Em rất là mong những cái mẹ nào mà chưa trúng lần nào, hoặc là lần đầu tiên đến với em, hoặc là những mẹ nào mà chia sẻ nhiệt tình, đấy là sẽ trúng thưởng trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Hiện tại giờ là đang là 112 người. Và em báo mạch mí một niềm vui nho nhỏ cho đêm hôm nay của các mẹ là đó, tức là hôm thứ 6 tuần trước em về nguyên một công xe giày luôn, tức là tận tới gần 7.000 hàng cùng với áo khoác jean và áo khoác phao đó. Nên bởi vậy rất là nhiều nguyên, tức là coi như là nguyên một cái chiếc xe container nó chở hàng cho em không thôi đó. Nên bởi vậy cái lượng hàng ngày hôm nay, tối hôm nay em soạn ra những cái đôi mà gọi là siêu hot, đẹp cực kỳ. Nói chung là giày hôm nay đẹp một cách xuất sắc luôn, thì chắc chắn là cũng tương đối số lượng để đủ cho các bạn, phục vụ cho các bạn luôn, phục vụ đủ cho tất cả các tình yêu à nhá. Nên bởi vậy hôm nay chúng ta không thể nào không săn được rồi. Rồi bây giờ chúng ta chơi mini game luôn, tránh tình trạng là mất thời gian của các bạn. Em chỉ để cho các bạn khoảng 3 phút thôi ạ. Chỉ có 3 phút để các bạn chia sẻ, để xem bao nhiêu bạn chia sẻ nhiều nhất, nhanh nhất. Các bạn làm đơn giản thôi, chỉ cần bấm chia sẻ và bấm nhiều nhất cho em. Tức là chia sẻ trên các hội nhóm, trên trang cá nhân ít nhất một lần. Và trên các hội nhóm, trên trang cá nhân chỉ ít nhất một lần thôi. Đừng chia sẻ nhiều trên trang cá nhân, mà hãy chia sẻ trên các hội nhóm giúp em để chị ạ, để săn hàng giày 1K nha. Rồi, bao nhiêu bạn muốn mua giày không đồng comment giúp em ạ. Chỉ có 3 phút các bạn nha, em chỉ chạy đúng 3 phút thôi.
chia sẻ nhiều nhất không chị ơi? Có quà nha. Rồi, ai muốn mua giày với giá 0 đồng comment giúp em là 0 đồng số size của con, số điện thoại của mẹ giúp em ạ. 0 đồng số size của con, số điện thoại của mẹ và kèm theo là đã chia sẻ bao nhiêu lần nhá, để em biết được là bao nhiêu mẹ và mẹ nào đã chia sẻ, đang chia sẻ nhiều nhất cho em. Em rất yêu luôn, em muốn trao cái phần thưởng cho những người mẹ nào mà đang chia sẻ ủng hộ em nhiều nhất. Được chưa? Em cảm ơn các bạn rồi. Bây giờ các bạn quan trọng nhất là đã chia sẻ bao nhiêu lần. Đúng không Lê Ngân? Em muốn lắm thì cố lên. Cố lên các bạn nhé. Đây em xin phép hé lộ một số đôi giày mà ngày hôm nay các bạn được quyền săn. Tức là bé trai cũng rất nhiều mà bé gái thì vô biên luôn. Bé gái thì rất là nhiều, bé trai thì rất là nhiều. Đa phần là hàng xuất sắc. Nói chung là cái lô giày này em về phải nói là em chọn lọc lại. Sau khi đóng buôn đóng xỉ xong thì em đã chắc chiêu và em chọn lọc lại những cái đôi giày hoàn hảo luôn. Cái này là một mã đầu tiên hả em hả? Rồi, hoàn hảo luôn và các bạn được quyền chọn một. Nếu như mẹ nào may mắn trong buổi tối ngày hôm nay thì mẹ nó được quyền chọn luôn một đôi giày. Được quyền chọn luôn một đôi giày bất kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Tức là các bạn được quyền chọn đôi nào cũng được. Giá tiền bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là các bạn đã được quyền sở hữu 0 đồng rồi. Thì các bạn cứ chọn làm sao con vừa các bạn nhé, chọn sao con vừa và ngay lập tức đôi giày đó chỉ có 0 đồng thôi. Dù có bán bao nhiêu chăng nữa, dù em có bán giá nào, em bán giá nào đi chăng nữa thì đôi giày quan trọng, đôi giày đó các bạn chọn. Em sẽ không áp đặt các bạn. Thay vì là quà là phần thưởng, các bạn đã ủng hộ em, các bạn chia sẻ cho em, thay vì em sẽ quyết định phần thưởng luôn. Tức là em chọn một cái mẫu đồng nào đó, một mẫu giày nào đó. Đó, như người ta thì ví dụ người ta chọn những cái mẫu giày mà giống như là người ta bán nhiều lần rồi, xong rồi là dạng như còn rớt size lại người ta sẽ tặng. Nhưng mà ở đây không, em trao cho các bạn quyền tự quyết định, tức là tự chọn quà luôn. Trong buổi tối ngày hôm nay tất cả những đôi nào em like, bạn nào chọn chúng thì bạn đó sẽ là ví dụ như bạn nào đã được quyền trao, em sẽ thông báo luôn bạn nào được chúng 0 đồng thì trong buổi tối ngày hôm nay chịu khó săn luôn, là bạn thích chọn đôi nào cũng được, đẹp cỡ nào cũng được, miễn sao giá nào cũng được. Quan trọng nhất là các bạn đã 0 đồng rồi. Đó, nên bởi vậy cơ hội rất là thích, tức là rất là đã luôn. Nếu như em thì em cũng chia sẻ, bởi vì do làm sao ạ? Một đôi giày rất là hoàn hảo và cực kỳ mắc tiền mà chỉ có 0 đồng cho con gái thì không có tội gì không thử. Và đặc biệt là em không yêu cầu quá nhiều vào cái vấn đề chia sẻ trên cá nhân, mà các bạn chỉ cần chia sẻ trên hội nhóm giúp em thôi. Đó, bởi vì nhiều mẹ thì ngại ngùng khi mà chia sẻ trên trang cá nhân. Quan trọng mà các bạn chỉ cần chia sẻ trên hội nhóm, và ít nhất một lần trên trang cá nhân giúp em. Đẹp nhức nách hả chị Nhung? Đẹp nhức nách mà không hôi nách, mà không à gì là phong cách nhưng mà không hôi nách á. Thỏ Nguyên, con bé này dễ thương quá. Đây có những cái đôi mà nó là phải, nó là một từ là hoàn hảo, các bạn thấy chưa, đẹp lắm, nói chung đẹp xuất sắc. Những cái đôi giày này các bạn này, đó, bé trai bé gái rất nhiều mẫu, ngày hôm nay thì rất nhiều mẫu nhá các tình yêu nhá. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn một phút nữa để cuộc đua chia sẻ bắt đầu, tức là kết thúc. Một phút nữa thôi, em chỉ còn một phút thôi. Mẹ nào chia sẻ nhiều nhất thì người đó cơ hội càng cao. Bởi vì sao ạ? Khi mà cái lượng tương tác các bạn càng cao với trang xưởng thì hiển nhiên một điều rằng là khi các bạn comment nó sẽ hiện lên. Dạ. Nhanh. Có thể thao bé gái không? Có thể thao Nguyễn Hương nhé. Rất là nhiều, chia sẻ bao nhiêu lần, quan trọng nhất là bao nhiêu lần giúp em chia sẻ rồi nhé chị. Ok, tại vì do là các bạn chia sẻ càng nhiều. Anh ơi, ba ơi, ba em mua em điện thoại ba ơi. Chia sẻ càng nhiều cơ hội càng cao. Đó, bởi vì do là sao bạn, trúng thưởng bên em thì đa phần những cái bạn đó chia sẻ toàn là trên dưới 100 lần thôi. Có những bạn chia sẻ rất là nhiều, em yêu cực kỳ luôn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu, em lấy một số đôi giày mà cho các bạn xem luôn để em chúng ta vô luôn nhé. Để tránh thời gian, mất thời gian của các bạn luôn. Em xin phép lộ diện luôn, tức là những đôi giày ngày hôm nay là đủ size đủ số cho tất cả các bạn luôn. Riêng ngày hôm nay là giày dép là đủ size đủ số cho các tình yêu luôn. Đủ size đủ số, nhanh lên ba. Cho em không làm kịp. Một thôi. Nào bây giờ bắt đầu các bạn ơi, cố gắng lên ạ, tranh thủ chia sẻ đi ạ, để săn giày không đồng, hàng cao cấp không đồng cho các tình yêu nhé. Săn giày cao cấp không đồng cho các tình yêu của chúng ta, cho những đứa yêu, đứa bé yêu, những đứa con yêu của chúng ta. Đẹp quá các bạn ạ, đẹp ngất ngây luôn, chịu nổi không, những cái đôi giày như thế này mà sao không mua cho con cho được. Nếu là em chắc em phải zin cả chục đôi mất. Thôi thì ví dụ như mình nhịn ăn, tâm lý của các mẹ thì bao giờ cũng vậy. Sắm cho mình một cái áo thì tính toán từng đồng, còn sắm cho con thì không tiếc đâu nào. Không biết các mẹ thế nào chứ mà với em thì như thế. Nhiều khi đi đánh đo đi mua được cái đầm cho mình vài ba trăm hay là mấy trăm ngàn thì lại cứ ngồi tính toán làm sao có hợp lý không, rồi có mua không, có nên mua không. Mà khi mà mua cho con một cái thì thôi chả tính toán gì cả. Nên đó là một điều mà em nói rằng là đêm hôm nay các mẹ phải kiềm lòng nhá. Các bạn phải kiềm lòng trước sức quyến rũ của những đôi giày em sắp rửa bán đây ạ. Đó, tránh tình trạng là trời ơi nó đẹp quá, em cứ mua thôi, rồi mua làm sao ạ, mua tới 7-8 đôi, thậm chí có những bạn mua 10 đôi.
Trời ơi, mua cả chục đôi. Rồi xong hậu quả là gì? Tới đầu tháng đói như con mói, đói như con chó sói luôn. Hôm nay có thể giới hạn không? Mua không đấy chị Nhung? À, giày dép thì không giới hạn rồi. Tại vì do là nhiều khi các bạn còn phải mua cho cả cháu nữa. Nhiều khi các bạn còn phải mua cho cả cháu, rồi mua cả gia đình, dòng họ nữa. Có những bạn trẻ em, đúng rồi, hôm nay chị Nhung like cho trẻ em. Tức là có những bạn thì là còn nhận nhiệm vụ trách nhiệm cao cả, đó là săn giày cho cả một gia đình. Đó, cho cả dòng họ luôn thì không thể nào giới hạn cho các bạn chắc chắn rồi. Và cái lượng giày hôm nay thì tương đối là nhiều. Tuy nhiên rằng là chị nghĩ là đủ để phục vụ cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chỉ like giày trẻ em thôi ạ. À. Em chuyên về những gì liên quan tới trẻ em. À, đúng rồi, không xem nữa đâu. Lê Ngân chúc mừng em. Em đi ngủ ngon nhé, chúc em ngủ ngon nhé. Đấy, thấy chưa? Một bàn là không kìm lòng nổi nữa này. Nói chung là rất là thật, nói gì nói sao thì nói vậy luôn cho các bạn, tránh tình trạng là các bạn ấy không kìm lòng được thì mua nhiều quá. Rồi để tới đầu tháng thêm cả túi đi. Vậy chị like thêm cả túi đi chị. Không, túi thì không còn một đôi nào đó rồi. Hôm nay có cả tập đi, có cả size lớn, size nhí đầy đủ hết. Có bốt, bốt thì cũng số lượng cũng còn ít, không size không nhiều. Tức là bốt cũng có nhưng mà ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Trời ơi, có những đôi giày mà nó là phải nói là hoàn hảo. Nói chung là các bạn ơi đẹp xuất sắc luôn, những đôi giày là xuất sắc luôn. Bata đầy đủ hết nha. Rồi, bao nhiêu bạn chia sẻ rồi ạ? Bây giờ em bắt đầu nhé. Chị chặn em dùm nghe. và anh Võ chi nhở? Chi phải chặn vậy, ghê gớm vậy. Thôi chị em chúng ta nhiều khi còn nhìn mặt nhau. Cuộc đời còn trái đất này vòng tròn mà, nhiều khi đi ra đường đụng mặt nhau đấy. Loại chọn sau này chị lại là con nợ của My thì sao? Nhưng thôi đừng chặn nhau. Chị chặn My sau này chị nợ My cái gì? My kiếm ra không được. Lại tìm đi Facebook cái bà này, sao thì Yến Bá chặn mình. Hối hận ghê gớm luôn. Nên thôi nhé. Yeah. Ok chị ơi, like quần áo chưa hả? Hôm nay chị Nhung sẽ like giày một xíu, like giày thật nhanh, thật nhanh, nên bởi vậy các bạn càng yêu thương chị, ủng hộ nhanh thật nhanh. Ví dụ như có ưng thì bấm một cái nhanh luôn, rẹt 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 luôn, là chị Nhung cho qua mẫu khác để chúng ta có được thể thời gian săn được giày của săn được quần áo sale luôn nhé. Ngày hôm nay sẽ sale quả quần áo luôn các bạn ạ. Rồi tranh thủ đi ạ, còn 1 phút, bây giờ là 8:40 rồi ạ, 8:43 rồi ạ, 8:45 chúng ta sẽ công bố kết quả luôn nhé. Bao nhiêu bạn đã chia sẻ rồi, 8:45 em sẽ công bố kết quả trong thời gian em chờ đại ca mập của em qua. Em chọn 50 đôi được xỉ không chị Nhung? Tức là em ơi, nếu mà em chọn sai như vậy thì cái giá xỉ nó sẽ khác so với em chọn giá xỉ cả lô. Tại vì do là ví dụ như các bạn buôn nguyên bên chị Nhung á, là các bạn chị gửi hình một cái là nguyên một lô như vậy, trong một lô nó sẽ thập cẩm các mẫu luôn. Thì các bạn nào lấy ôm cả lô thì giá nó sẽ khác. Còn các bạn ngồi trên line, các bạn chọn từng size, từng đôi, từng kiểu, từng đôi xuất sắc như thế này thì giá xỉ nó vẫn là được giá xỉ. Nhưng giá xỉ nó cũng sẽ khác các bạn nhé. Đấy thì không thể nào. Cuối tháng chị ơi, thấy chưa, chị nói là thiên lao cuối tháng chị ơi đúng không? Ok Nga Trung. Nói chung là phải kiềm lòng nhớ nhá, kiềm lòng thật nhiều đấy các bạn à, tránh tình trạng là đẹp quá thì cứ chị ơi, chốt cho em đi. Đấy, sell chị Nhung. Không, cái của chị Nhung thì gần như là sell chẳng ai thèm. Tại vì sao ạ? Số ký thì quá hạn. Mồm mỏ thì nói nhiều, ăn uống thì dư khả năng. Đấy nên nhiều khi là các bạn không có khả năng nuôi. Nói mà nói chung ông xã chị kêu là cái bà này mà nói thì thôi gần như là cứ oang oang cả tối của trời. Giờ chúng ta bắt đầu nhá. Ok chưa? 271 lượt chia sẻ, 15. Các bạn hãy chia sẻ để bắt đầu luôn trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ta? Ok. Vậy bao. Rồi ok nha. Ok chưa? Bây giờ chúng ta chia sẻ thật nhiều cho em ạ. Chia sẻ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn trong buổi tối ngày hôm nay luôn nha. Rồi. Ba ơi xong chưa? Ok, ba tới rồi. Ok chồng em rồi. Cảm ơn Cẩm Thúy Nguyễn Thị nhá. Cảm ơn gái rất là nhiều. Đừng để em phải ghé chị nữa nha. Duyên Bùi. Cái đó là do My. Tức là My có ghé nhà chị Nhung mỗi lần mà bé Duyên Bùi là nó ở gần nhà. Nó gần nhà. Ủa Duyên Bùi em ở đâu nhỉ? Em ở phường nào chị không biết. Tức là mỗi lần nó mua là cứ phải ghé. Mà thực sự là từ hồi nhỏ tới giờ, từ khi con nó còn nhỏ giờ là nó ghé không biết bao nhiêu lần. Nên đêm hôm nay My loạn choạng là sáng ngày mai, đừng để sáng ngày mai phải ghé chị Nhung nha. Rồi like giày dép các tình yêu. Rồi bây giờ em công bố luôn ạ. Công bố luôn để khỏi mất thời gian của các bạn luôn. Công bố luôn để khỏi mất thời gian các bạn luôn nhé. Để xem bạn nào là người chia sẻ nhiều nhất và cơ hội thuộc về bạn nào được giá mua một đôi giày xuất sắc trong buổi tối ngày hôm nay với giá 0 đồng. Được chưa ạ? Ai sẽ là người trong buổi tối ngày hôm nay nào các bạn ơi? Em cho các bạn nào 10 chia sẻ đi ạ. 19. Được chưa ạ? Chia sẻ thật nhanh. 8 7. Được chưa ạ? Nhanh thật, chia sẻ thật nhanh nhá. Thúy Tổ đã chia sẻ. Không, em biết sao không? Chia sẻ xong một cái là chị trong công bố bạn nào chia sẻ được mua đôi giày giá 0 đồng. Lát nữa chị Nhung like bạn cứ được chọn. Tức là trong một buổi tối ngày hôm nay các bạn được chọn một đôi giày bất kỳ mà theo đúng sở thích của các bạn. Đấy, sở thích các bạn, và cái đôi đó sẽ là 0 đồng luôn. Không quan tâm tới chuyện đôi giày đó mắc hay rẻ hay là giá như thế nào.
mà quan trọng các bạn đã được sở hữu không mô đồng rồi. À em ở cổng 11, ok Duyên Bùi rất là dễ thương. Rồi được chưa ạ? Rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. Các bạn được chưa ạ? Nào tranh thủ chia sẻ đi ạ. 5, được chưa ạ? 4, ok Linh Du Kỳ, chị Nhung thấy khá là nhiều rồi. Cảm ơn gái rất là nhiều, cảm ơn. 3, được chưa ạ? Ôi trời ơi, bạn Diệp Thanh, chị hy vọng đêm hôm nay Diệp Thanh sẽ trúng nhá. Chị cũng hy vọng những cái bạn mà chia sẻ mới 100 lần đây ạ. Anh ơi, đôi này bao bỏ xuống giúp em đi. Nào bây giờ chia sẻ nhanh đi ạ. Bỏ xuống ý là tại vì nó cao này. Được chưa? Anh phải mở nắp sẵn cho em luôn nhá. Đây là ví dụ như lô nào. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Hello Nguyễn Tâm, Nguyễn Tâm cái gì vậy? Nào đây các mẹ nhìn em đây ạ. Các bạn nhìn thấy cái đôi giày đây là đôi, đây là màn hình chủ của em, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Những cái bạn mà chia sẻ nhiều là khi mà comment là thường xuyên hiện lên trên cái máy chủ của em và hiện lên rất rõ, không bao giờ bị ẩn, các bạn thấy chưa? Ngọc Lý Nguyễn này, Thêu Hoàng này. Đó, các bạn comment được nhá. Hương Cô Nương này. Tuấn Dũng Diệp Thanh này, hôm nay có ok Môn Diệp này, Tiểu Thanh, các bạn thấy chưa? Thêu Hoàng này. Đấy, anh thường anh Thái. Ok, mi làm ăn kiểu gì mà mi ăn ở kiểu gì mà để anh Thái anh ghét là sao? Hả? À, bé gắm mắm của chị. À Binbo Kid, ok Diệu Hương, chị Nhung thấy Nguyễn Ngọc Đơn, em thấy cảm ơn chị rất là nhiều. À Diệu Hương Sáu Nhú, bà Sáu Nhú đã xuất hiện này. Một cô gái rất là cá tính và đặc biệt vô cùng. Chị cũng khá là tò mò về cái cô bé này bởi vì anh Thái anh hay nhắc về em. Tức là đây là một khách hàng, anh nói là đây là một khách hàng còi như, nói chung là như một con bé mà gọi như là người ta cứ tưởng là bỏ rơi 8 năm xong bắt đầu lượm đại ấy, y là vậy ấy. Mạnh Thái, ok, Cẩm Tiên, Hoàng Vương. Đây các bạn nhìn thấy ạ, đây trên điện thoại em nhá, các bạn thấy chưa? Chia sẻ được một nhóm thôi chị ơi, ok bây giờ chưa? Cảm ơn bạn Diệp Thanh, cảm ơn em, chị hy vọng đêm hôm nay em sẽ là người may mắn nha. Rồi bây giờ công bố luôn ạ, công bố luôn các tình yêu nha. Công bố luôn để khỏi mất thời gian nha các bạn nha. Rồi các bạn hãy nghe cú pháp của em sau đây ạ. Cú pháp sau đây và comment đúng cú pháp này. Đúng. Bỏ đề. Comment đúng cú pháp. Đúng cú pháp này. Và bạn nào comment và hiện lên máy chủ của em đầu tiên thì bạn đó sẽ sở hữu luôn một đôi giày. À, sao nhú săn ghê lắm kia chứ. À, sẽ được sở hữu một đôi giày với giá là 0 đồng cho con yêu của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn hãy nghe rõ cú pháp và comment đúng cú pháp cho em nhé, được chưa ạ? Rồi, gì ta để em xem nào. 0 đồng. Số điện thoại của mẹ. Đêm nay quyết tâm săn giày cho con yêu, được chưa ạ? 0 đồng số điện thoại của mẹ. Đêm nay quyết tâm săn giày cho con yêu. Đó là một cú pháp may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn không cần viết có dấu, chỉ cần viết đúng nội dung. Đủ nội dung, đầy đủ nội dung thôi ạ. Không cần viết có dấu các bạn nha. Chơi, chị ơi vào đi chị. Ok đây đây nào. 0 đồng số điện thoại của mẹ. Và gì nhỉ? Đêm nay quyết săn giày cho con yêu. Ok, chúc mừng bạn gì đây? Không. Gì đây? Chúc mừng bạn. Ô con từ đây, đi qua rồi, đi qua rồi. Chúc mừng bạn Thiên Lam này. Con từ. Ai đâu? Từ chị Nhung xin lỗi nhá. Đầu tiên là chúc mừng bạn Zetter Ngân nha. Zetter Ngân, ok Zetter Ngân này. Cứ công bằng. Zetter Ngân này, chị Nhung kiểm tra xem Zetter Ngân có chia sẻ không nhá. Ba kiểm tra giùm em chia Zetter Ngân này. Chúc mừng Zetter Ngân đã trúng thưởng trong buổi tối ngày hôm nay và lát nữa khoảng đúng nửa tiếng nữa chị Nhung sẽ chơi tiếp. Chị Nhung sẽ sao cho một lần nữa. Bạn Zetter Ngân nếu như không lầm, chị Nhung cũng nhớ là đêm nay quyết tâm săn giày cho con yêu, dễ thương quá, rất là nhiều bạn. Cái gì vậy? Đêm nay quyết tâm săn giày cho con yêu mà chị Duyên Kiều cần kèm theo cả địa chỉ như thế này mà sao mà thắng nổi. Trời ơi, comment cả địa chỉ như thế này. À, Tiểu Thanh ơi, em sau rồi nhá. Như vậy chị Nhung chúc mừng bạn Zetter Ngân đêm nay lại trúng thưởng tiếp một lần nữa. Và em ơi, em hãy chọn một đôi giày bất kỳ cho con gái yêu nhá, gái yêu của chị nhá. Gái yêu của chị nha, hãy chọn một đôi giày may mắn trong buổi tối ngày hôm nay đã thuộc về phần em, được chưa? Rồi cảm ơn các tình yêu và bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Cảm ơn các tình yêu và bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chị ạ. Đừng buồn, đừng buồn, đừng buồn, đừng buồn gì hết. Săn giày cho mẹ. Ôi hụt rồi hả? Rồi, đừng buồn nhé. Bởi vì sao ạ? May mắn sẽ thuộc về chúng ta một lần nữa. Ok, rất tương ngân đêm nay hãy quyết tâm chọn giày cho con gái yêu cái nhá. Bởi vì em đã sở hữu một đôi giày cho con với giá 0 đồng rồi. Còn các mẹ đừng buồn ạ. Bởi vì chắc chắn là đêm hôm nay em sẽ bán một cái giá rất là tốt cho các tình yêu luôn. Hello Trần Yến, hello Hà Vũ, hello tất cả tình yêu. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn để khỏi mất thời gian của các bạn. Được chưa? Nào đây là ba ơi. Rồi bây giờ em sẽ like thật nhanh với tốc độ siêu nhanh của một Superman đấy, nên bởi bạn nào ưng một cái là các bạn sẽ chọn luôn, được chưa ạ? Và nếu như bạn nào ưng
đã chọn đôi nào thì vui lòng, không đổi, không xả, tránh tình trạng đổi xả. Bởi vì do là thực ra đôi nào nó cũng đẹp cả, mỗi một đôi có một đặc thù thôi, mỗi một đôi có một cái vẻ đẹp riêng. Nên chúng ta đã săn được đôi nào thì tránh tình trạng là đừng xả và đừng đổi của em nhé. Bởi vì hôm nay chỉ có hai vợ chồng thôi, không có nhân viên để mà đổi cho các bạn đâu. Được chưa, em nói trước like để mất công lát nữa lại buồn lòng các bạn nha. Ok, bây giờ luôn ạ, bắt đầu luôn ạ. Em sẽ lên bé trai và bé gái, cố gắng lên đầy đủ hết luôn nha. Không được lần nào hả? Rồi bây giờ bắt đầu luôn. À, lên mã đầu tiên ba ơi, những cái mã mà có số lượng đầu tiên trước đã, được chưa? Đêm nay quyết tâm dần dày dày hết mất rồi Vận Thái ơi. Rồi đầu tiên các bạn, quan trọng nhất là dù mới hay cũ, dù bất kỳ lần nào, các bạn comment phải đúng cú pháp là một, đúng cú pháp phải có số điện thoại nhá. Ví dụ đúng mã sản phẩm và đúng số điện thoại giúp em. Ngày hôm nay hàng của ngày hôm nay phải nói là em chọn lọc một cách chắc chiu, vô cùng kỹ các bạn ạ. Phải nói là chưa bao giờ kỹ trong ngày hôm nay. Và hàng nó đẹp một cách xuất sắc luôn. Nhưng em sẽ đồng giá cho các bạn luôn ạ. Đồng giá bao nhiêu ba? Ông xã kêu 200, ông ngáp ngủ các bạn. Ông ngáp xong ông nói 200. ý là một sự ép buộc đó, các bạn hiểu không? Cố gắng lên, cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Nguyễn nhé. Rồi ngày hôm nay chị Nhung sẽ phát đồng giá luôn, một cái giá mà gần như là ở đâu bán chị không quan tâm, có thể là cao hơn chị Nhung bao nhiêu hay là rẻ hơn như thế nào cũng được, nhưng chị nghĩ rằng cái giá này là giá tốt nhất trong mỗi tay các bạn luôn rồi. Hàng mới 100% anh Nguyễn nhé, và đồng giá 139.000, được chưa ạ? Tạm thời những cái đôi này là sẽ là đồng giá 139.000. Rồi bây giờ bắt đầu luôn, được chưa? 139.000 cho những cái đôi giày mà nó là siêu hàng, siêu đẹp. Và đặc biệt em sẽ nói trước luôn, tất cả những đôi giày bên em nếu như lỗi hoặc kém chất lượng, các bạn được quyền hoàn tiền, các bạn trả lại và em sẽ hoàn tiền các tình yêu nha. Rồi đầu tiên, mã đầu tiên ba đọc nhanh giùm em, bởi vì do là G36 các tình yêu nhá. G36 các bạn nhìn này ạ, gót kim loại, các bạn nhìn thấy chưa, gót kim loại, đế kim loại, siêu bền luôn. Rồi G36 đọc sai. Từ từ em phải có một cái bút để em gạch má. Từ từ bút bi đâu. G36. À, chị nhìn em với hả Hiên Nguyễn, chị Nhung thấy. Rồi G36 đọc sai ba ơi. 28 đọc to vào. 28 đọc chậm, em không kịp ghi. 30. 28, 30, 31. 3 mấy? 35, 36, 37 các tình yêu nha. G36 kèm số điện thoại kèm sai, được chưa? 28, 30, 31, 35, 36, 37 các tình yêu nha. Đẹp xuất sắc, các bạn nhìn đây ạ. Đẹp xuất sắc chưa, màu hồng mà pha môi xanh. Đó. Rồi chốt cho Linh Võ Ngọc G36 29 này. Ok, mỗi không có 29 gái ơi. 28, 30, 31, 35, 36, 37 mỗi sai mấy đôi nhá. Trúc Thanh ơi, quan trọng là con phải lấy đúng sai, chứ 5 tuổi chị Nhung không biết. Rồi Xuyến Nguyễn chốt cho 28. Ok, Xuyến Nguyễn 28 này mỗi sai có một đôi thôi nhá. Rồi Bích Hảo, ok, anh lấy hộp này. Anh viết đi. Bích Hảo 36 chốt cho Bích Hảo 36 này, ok này. Linh Võ Ngọc 30 chốt luôn này, ok này. 36 hết nhá. Có một đôi 36 duy nhất phải không ba? 35 cho bạn Phạm My, ok 35 cho Phạm My. Còn 31 và 37 nhá. Các bạn nhá, còn 31 và 37 được chưa? Còn 31 cho 37, ok chưa? Phạm My, ok Phạm My là 35 rồi. Chốt cho 35 nhá. Rồi 37 cho Phương Trần Thị, ok Phương Trần Thị. Ok nhá, chị đang cầm size 328. Chị đang cầm trên tay là size 28 các bạn nhá. Đang cầm trên tay là size 28. Ok chưa? Đâu 28 đâu ba? Rồi ok nhá, chị qua mẫu luôn, được chưa? Cái này là còn size đúng size là Tina ơi 28 hết. Bây giờ chỉ còn size 31 các bạn nhá. Còn size 31 cho gấu Thủy Dương. Ok, gấu Thủy Dương ok, qua mẫu. 36 có rồi mà. 36 còn đôi 36 cho dấu Thủy Dương ok rồi. Có đôi 36 rồi mà ba. 36 cho Hương Kim rồi. Hương Kim 36 rồi. Cho Hương Kim 36 này. Hương Kim 36. Các bạn chờ em một xíu nha, để em kiểm tra nào. Hương Kim 36, chốt cho Hương Kim 36 này. Còn một đôi 36 duy nhất nhé. Rồi, Vân Anh Nguyễn, Vân Anh, ok chị 36, chốt cho chị luôn, ok à, hết sạch luôn nhé các bạn nhé. Vân Anh Nguyễn, Vân Anh 36, ok này, Vân Anh Nguyễn, Vân Anh 36 này. Rồi, còn sai bao nhiêu ba? Còn sai 30 hả? Dấu Thủy Dương, ok dấu Thủy Dương nhé. 31 cho dấu Thủy Dương, ok luôn này. Rồi còn sai bao nhiêu ba? Còn sai bao nhiêu? Hả? 30 cho bạn Thúy Linh Hình rồi. À bạn gì đó? Linh Võ Ngọc. Linh Võ Ngọc, Linh Võ Ngọc 30, ok Linh Võ Ngọc. Rồi tiếp tục một mã mới. Ba đây em mã mới đi. Ba. G39
Rồi, cái hàng này đẹp lắm các bạn ơi, lên nhanh nhá. Hết sạch các bạn nhá. Còn size bao nhiêu ba? Hết sạch các bạn ạ. Nào ba đẩy sát ở đây cho em nào. À quên, chị hỏi luôn là ví dụ như trong cái lô giày lần này, bạn nào cần hộp thì báo chị Nhung là gửi còn hộp, còn bạn nào không cần hộp thì cứ báo chị Nhung là không cần hộp, bởi vì gửi hộp thì cái tiền phí vận chuyển của chúng ta lại mất công lại nhiều. À, ba ta màu trắng có. Em ơi hết sạch size nhá. À, Nguyễn Nguyệt ơi hết hàng nhá. Em chọn mẫu khác cho chị Nhung, yên tâm đi, đêm hôm nay thì mẫu nào nó cũng đẹp. Gần như mẫu nào cũng xuất sắc. Đọc mã các bạn ơi. Anh ơi đọc mã giùm em. G39 anh đọc 27 28 30 31. Rồi, mỗi size bao nhiêu đôi đọc đi. Hả? Rồi, cái này là G39, mỗi size một đôi, G39 27 28 30 31. G39 được chưa ạ? 27 28 30 31 các bạn nhìn thấy chưa? À, Bích Hảo ơi không có em ạ. Bích Hảo không có đơn nhá. Bích Hảo không có. Rồi Nguyễn Nguyệt 30 có, chốt cho hợp. Các bạn phải comment đúng cú pháp giùm chị. Comment đúng cú pháp và số điện thoại chị Nhung mới lấy hàng nhá. G39 kèm size kèm số điện thoại. G39 27 28 30 31. Lấy size nào thì ghi chị Nhung là G39 kèm size kèm số điện thoại, các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Cái đôi này nó bền lắm các bạn nhá. Cái đôi này thì thôi rồi bền. Đế này, đế cao su này, siêu bền và siêu mềm. Thu Minh 31, chốt cho Thu Minh 31, cho Nguyễn Nguyệt 30. À, ơi, 31, 30, ok, hết 30, 31 nha, còn 27, 28 nha các bạn nhé. Mỗi size có một đôi thôi các bạn ạ, mỗi size có một đôi thôi. 27 và 28 các tình yêu nha, còn 27 và 28. Ok, Hải Linh này, ok Hải Linh nhá. Chào cho. À, con chào các cô hả? Giờ này 9 giờ còn đi chào các cô. Đi ngủ đi, con chào các cô gì? À, con đi chào các cô đây. Nào, gì vậy? Nào, em cho các chào các cô. Đi chào các cô cái đã. Nào, đứng lên, đứng lên. Đứng lên để chào các cô để đi ngủ. Nào, con chào các cô đi, con chào các cô. Chào đi, đi vào. Chúc các cô một buổi tối vui vẻ. Nói to lên rồi đi ngủ. Thôi, con đi ngủ đây. Còn sai bao nhiêu ba? Lấy cái giày chị Nhung ăn. Mau lên. Còn 28 và 30 nhá, Nguyễn Nguyệt có 30 chưa? Bye bye. Chị Nhung. Nguyễn Nguyệt 30 có chưa? Nguyễn Nguyệt 30. Nguyễn Nguyệt 30 em ở trên kìa. Rồi ok đấy, tiếp tục má mới. Còn sao bao nhiêu? Còn một đôi 28 các bạn nhá. G39 còn đôi 28, 27 có chưa ba? 139.000 em có ghim giá ở trên đấy ạ, hàng cao cấp bên trên em nhá. Nếu như nhận hàng mà kém chất lượng các bạn được trả lại cho em ạ. Rồi tiếp tục, G bao nhiêu đây? G35. Vâng bé. Rồi, G35 này các bạn nhá. G35 31. Đúng không? 31. Tiếp. 35 36 36 35 36 mấy đôi? Hả? 35 mấy? 35 36 một đôi. Khổ đẹp chưa? Và dính tương hơn 3. Ừ này. Ồ các bạn ơi chết mất thôi. Đôi này đẹp quá các bạn ơi, chết luôn. Rồi, Thu Minh có 31 không ba? Thu Minh có được một đôi 31 gái yêu nhá. Rồi G35 31, 35, 36 được chưa ạ? Có bỏ xỉ không chị ơi? Em có, chị Nhung có bỏ xỉ nhá. G35 Thu Minh 31 ok này. Thu Minh 31 này các bạn ơi. Đẹp quá, chị không nổi, chị đang cầm trên tay này. Trời ơi cái đôi này đẹp quá chị Vân các bạn ơi. Nhìn này chị không nổi, lắc tặng đôi cho người chia sẻ nhiều nhất chị ơi. Dễ thương quá à. Rồi các bạn nhìn này. Trời ơi cái đôi này em xin phép em bỏ cái G35, 31, 35 và 36 được chưa ạ? 31 và 35 và 6 nhá. Linh Võ Ngọc 31, ok, Linh Võ Ngọc 31 này. 35, 36 là sao chị Hồng Trần ơi? Chị lấy mấy size chị ơi? Chị lấy 2 đôi luôn ạ. Nếu mà ví dụ như bạn nào lấy 2 đôi là phải có các bạn phải có số điện thoại, không có số điện thoại em không chốt đơn đâu ạ. Chị Hồng Trần có G35, 35, 36 nhưng mà lại không thấy có size. Chị nhá. À chị em không hiểu rõ, chị lấy, nếu mà chị lấy 2 đôi là chị ghi rõ giùm em 2 đôi và kèm số điện thoại. Không có số điện thoại em không lấy hàng đâu ạ. Lê Ngọc Hà 35, ok Lê Ngọc Hà 35 này. Chốt cho Lê Ngọc Hà 35, Phạm My 35 hết. Được chưa? 32 không có nhá anh Kim ơi. Mơ Hồng. Đây. Em đang cầm trên tay là 31 mà. Vậy không có 35 nhá. Không có 35 các tình yêu nhá, chị Nhung xin lỗi, ông xã nhìn lộn. Không có 35 loạn Lê Ngọc Hà, chị Nhung xin lỗi nhá, chỉ còn 36 thôi. Vậy là chốt đi anh ơi. Anh Loan Trần, Hồng Trần ơi nhớ để lại số điện thoại.
Oanh Kim 32 chốt cho Oanh Kim 32 này. Rồi 31 các bạn nha, 31 cho Mơ Hồng, để lại số điện thoại Mơ Hồng nhanh lên. 31 Mơ Hồng để lại số điện thoại nhanh nha chị Nhung. Hồng Trần ơi, 35 em không có nhá. Em xin lỗi ông xã, em nhìn lộn. Thu Thủy Nguyễn ơi, em G3 size bao nhiêu? Chỉ còn size 31, Nhân Thị ok 31 này. Còn đôi 36 nha. Nhân Thị 31 ok này. Vậy hả? Bạn nào có số điện thoại mới chốt đúng không? Phải có số điện thoại mới chốt, vậy chốt cho bạn Trinh Lê. Trinh Lê 31 ok, Trinh Lê này 31 kèm số điện thoại này. Trinh Lê 31 kèm số điện thoại nhá. Bạn Hồng Trần ơi, kèm số điện thoại nhanh cho em đi ạ. Chị phải comment đúng cú pháp giùm em là G35. Tại bà các bạn biết sao không? Tránh tình trạng là chốt nhầm hàng. Các bạn phải ghi rõ giùm em là G35. Kèm sai kèm số điện thoại được chưa ạ? Chỉ có 36 không có 35 nhá. Em mua được đôi nào tập đi cho bé mà đẹp quá nhưng bé lại dành rồi chị ạ. Gì đây? Dành là sao? Em chỉ còn 36 các bạn nha, hết 31, hết 36. Hết 31, em còn 36 thôi, một đôi 36 rồi ạ. Vâng, em chào chị Hà, hệ thống Massinger nhá, lên mã khác đi bạn. Hoa Nguyễn 31 ạ. Ok, Hoa Nguyễn 31 hả? Chốt cho Hoa Nguyễn 31, anh chốt ai anh đọc to lên cho bạn nó. Được chưa? Ai có số điện thoại kèm theo mã thì em với chốt nhá. Được chưa ạ? Ok, đâu? Còn 36 kìa. Trinh Lê 31 nha, Trinh Lê 31 nha. Rồi, Thu Thủy Nguyễn 36 chốt cho Thuy. Linh Võ Ngọc có không? Linh Võ Ngọc em đã nói là lấy 35 chứ không phải 31. Vậy xả 31 của em ra đi, đúng không? À, con đánh rơi hả? À, trời ơi, tội nghiệp vậy. Rồi, Mơ Hồng. Anh ơi, Mơ Hồng. Mơ Hồng cho 31 nha, Mơ Hồng 31 nha. Mơ Hồng 31 đúng không em? Rồi, Mơ Hồng 31 các bạn nha. Rồi, tiếp tục lên. Đây. Này của ai? Mơ này sao bao nhiêu? Ôi trời ơi, đồ này đẹp quá các bạn ơi. G bao nhiêu? 36 và 37 hả? Rồi các bạn ơi, đồ này đẹp xuất sắc luôn và size rất là to, size cực kỳ hiếm nha các bạn nhá. Những các bạn nào size lớn nhất là bao nhiêu vậy em? Chị ơi, size 39 luôn, bằng size người lớn các bạn nhá. Đẹp chưa? Các bạn nhìn này, đây đẹp chưa? Đẹp kinh khủng không? 37, 38. Cái size này là size lớn lắm rồi các bạn nhá. Size 37 là lớn lắm luôn đấy ạ. Rồi đọc size đi anh. Đọc G. G. G37 nha các bạn. G37 đó là mã. Và size là 36 và 37 nha. 36 và 37 mỗi size. 36 và 37 có đúng 2 đôi thôi các bạn, chốt nhanh nhá. Nó đẹp mà nó duyên chưa này, các bạn nhìn này. Nó duyên đẹp quá các bạn ơi, đôi này đẹp quá thì cũng nổi luôn. Cái này nhá, mã là G37, size là 36 37 các bạn ạ. Size 36 37 nha, không có 35 31 nha, Thu Minh không có 31 nha. Rồi, G37 size 36 và 37 đúng 2 size duy nhất, size lớn nên bởi vậy rất tiếc những bạn nào mà chân lớn là phải chốt luôn. Được chưa? Chị hệ thống Massinger 37 chốt, còn 36 thôi các bạn nhá, còn 36. Hà Thu Phạm chị Nhung thấy. Chị thấy Hà Thu Phạm nha. Rồi ai lấy comment giùm em là 36, còn đúng một đôi 36. Đôi này đẹp quá. Đôi này bền, cực kỳ bền. Được chưa ạ? Hết 37 cho Hồng Trần ơi, chỉ còn 36 thôi. Hết 37 nhá. Hết 37 Seri ơi. Rồi Trang Nguyễn cho 36. Ok Trang Nguyễn luôn. Thu Thủy Nguyễn hết nha. Tất cả các bạn hết nào. Nào tiếp tục lên một mã khác đi ba. Đây những cái đôi này chỉ có một đôi duy nhất thôi, ít lắm. Nói chung là ít lắm nên bởi vậy các bạn cứ comment nhanh là được. Bé trai có. Thu Minh chờ chị Nhung một xíu. Wow. Wow, lại thêm một đôi size lớn nữa. Cái này là G43, size 35 và 36 nhá. 35 và 36, G43 các bạn nhìn này màu hồng, ai yêu thích màu hồng là quất luôn. G43, 35 và 36 nhá. G43, 35 và 36 Lê Học Hà hết nhá, Thu Thủy Nguyễn hết. G43, 35 và 36 các tình yêu nhìn này. Đẹp chưa? Đế này. Đế đính hạt này. Những cái đôi này con đem mặc váy thì thôi rồi, ít bữa biểu diễn văn nghệ các bạn ạ, lên sân khấu mặc đầm thì hết nấc luôn. Hết nấc luôn. Rồi, G43, 35 và 36 các tình yêu nhá. G43, 35 và 36 được chưa ạ? Rồi, có số điện thoại em mới chốt, không có số điện thoại em không chốt ạ. Chị Hồng Trần ơi, dù là đã lấy được mấy đôi rồi cũng phải có số điện thoại lại nhá. Các bạn phải đúng quy tắc giùm em ạ. Tránh tình trạng chốt như vậy là nhiều khi em, tại vì các bạn biết sao, mỗi một cái hộp giày là em đều ghi số điện thoại lên trang, lên trực tiếp lên cái hộp luôn. Đó, nên bởi vậy các bạn vui lòng đã mua được mấy đôi rồi đi chăng nữa cũng phải kèm số điện thoại luôn. Được chưa ạ? Phải có số điện thoại, phải có số điện thoại em mới lấy hàng nha. À, thấy em không? Sao không trả lời? Hương ơi thấy nhưng mà lại hết mất rồi. Được chưa? Nào, Lê Ngọc Hà, 35. Ok, Lê Ngọc Hà 35 này. 36. Các bạn ơi kèm số điện thoại đi. Kèm số điện thoại nhanh đi các bạn ơi.
Lê Ngọc Hà kèm số điện thoại nhanh cho chị Nhung đi nhanh lên. Ngọc Duyên Châu 36, ok. Thu Minh 35, ok hết nha. Bạn nào phải có số điện thoại gờ đúng comment đúng mã đúng ấy Nhung để tránh tình trạng bị nhầm hàng các bạn. Tại vì do là cẩn thận một xíu nhưng mà bạn không bao giờ bị nhầm hàng hết. Đó, đó, comment đúng cú pháp, đúng sai và kèm số điện thoại để chị Nhung ghi số điện thoại lên trên cái hộp luôn. Là ngày mai không bao giờ bị lộn hàng. Chứ các bạn ơi, không có số điện thoại nhiều khi hai Facebook giống nhau. Hai Facebook giống nhau. Thế là không thể nào làm được hết nhá các bạn nhá. Rồi tiếp tục mã khác ba. Nhanh. G4128 và 30 các bạn nhá. G4128 và 30 các tình yêu đẹp quá. Các tình yêu ơi, G4128 và 30 các tình yêu ơi đẹp chưa? G4128 và bình 30 các bạn ơi, đôi này đôi Hàn Quốc nhá. Đôi này đôi xuất xứ Hàn Quốc các bạn nhìn này. G4128 và bao nhiêu? 31 mà. G, đấy anh phải nhìn rất cẩn thận chứ. G4128 và 31 các bạn nhá. 28 và 31 em xin lỗi. G4128 và 31 nhá. Đồng giá 139.000 hàng cao cấp ạ. 139.000 ạ. Size 3233 có chị nhá. Rồi. Huyền Trang 28 chốt cho em này, ok này. Rồi, còn size 31 các tình yêu nhá. Còn size 31 em đang cầm trên tay đây ạ. Còn size 31 toàn bộ hàng đế kim loại bền cực kỳ bền luôn các bạn nhá. Em là số 2 Lê Cảnh, đưa số điện thoại cũng được. Đúng rồi, đúng rồi. Miễn sao đầy đủ thông tin. Miễn sao đầy đủ thông tin em yêu nhá. À không, em phải viết đầy đủ giùm chị. Viết đầy đủ giùm chị đi Thu Minh ơi, viết đầy đủ giùm chị nhá. Cố gắng giúp chị đi. Rồi, Bích Hảo ok để chị ông xã chị viết đầy đủ số điện thoại luôn. Là ngày mai bên chị Nhung chốt đơn là đầy đủ số điện thoại luôn, là cứ gọi điện là đi hàng luôn. Đó, những bạn đã được chốt đơn rồi vui lòng inbox địa chỉ đi ạ. À. Không có địa chỉ em không lấy hàng các bạn, à không cũng có ship hàng các bạn. Nên tất cả các bạn đã được chốt đơn là vui lòng inbox địa chỉ số điện thoại cho em nhé. Bích Hảo 31 ok. Trinh Lê hết nhá. Trinh Lê hết ạ. À. Ship toàn quốc 30 đến 35 ngàn các tình yêu. Hay là gì đây? G40. G40 đâu, 29 đâu. Từ từ. Nào, G40 anh ơi. Đọc sai. 29 31 34 37. Ok chưa các bạn nhìn hàng? Các bạn nhìn hàng. Nó đẹp như thế này mà không lấy cho con thì tội gì không lấy. Nó bền và nó đẹp nữa. Nó là cao su mà các bạn. Rồi đọc các bạn nhìn nhá. G40 29 31 34 37 mỗi size đúng một đôi thôi ạ. G40 chị Thảo Bamboo Nguyễn em thấy ạ, bên chị bên ship bưu điện à chị? Chị Nhung ship bên giao hàng nhanh, bên công ty giao hàng nhanh nên bởi vậy đi hàng cũng khá là nhanh. 29313437 G40. G40 cho chị Nguyễn Thịnh. Ok 34 cho chị Nguyễn Thịnh, mỗi size một đôi phải không ba? Mỗi size một đôi 40, anh phải nhìn đúng size giùm em nhé. Thu Minh 31 chốt cho Thu Minh, ok này, còn 29 và 37, còn 29 và 37 các tình yêu. Còn 29 và 37 các tình yêu nhá. Còn 29 và 37 các bạn nhá. Còn 29 cho Mina Ngô. 29 ok này. 34 em hết rồi ạ. 29 cho Mi Ngang Ngô nhá. Rồi, hả? Rồi, Mina Ngô ok, Mina Ngô nha. Mina Ngô ok này. Chốt cho 29 này. Em hết không có 28, em chỉ còn 37 nhá. Em chỉ còn 37 thôi ạ. Chị Cẩm Thị Nguyễn Thị chốt 37 nhá. Đầy đủ cú pháp và đầy đủ nội dung là em lấy ạ. Không đầy đủ nội dung em không lấy hàng ạ. Tại vì do là không có đầy đủ nội dung là em sẽ bị lộn hàng. Các tình yêu nhá. Mina Ngô ơi, cho số điện thoại lại cho chị Nhung. Bởi vì em số điện thoại bị sai rồi. Em ơi, em số điện thoại bị vượt quá giới hạn rồi kìa. Em tới 11 số rồi bé ơi. Mina Ngô ơi, em cho số điện thoại lại nha. Rồi tiếp tục ba. Mã khác. Ta xếp gọn vào không có đủ mặt hàng. Không đủ chỗ. Rồi G44 30 31 28 30 31. Các tình yêu nhé. 28 30 31. G44 được chưa ạ? Các bạn nhìn này. Ai? Cam Thủy Nguyễn Thị size 37 nhá. Cam Thủy Nguyễn Thị 37 rồi đấy em nha. Cam Thủy Nguyễn Thị ok, đúng rồi chị Nhung chốt rồi. Hết tất cả các bạn nhé. Có bé trai các bạn chờ em một xíu, em lát em soạn bé trai cho. Ôi dồi ôi, các bạn ơi em xin lỗi nữa, cái này nó còn đang dính với nhau thế này. Em bỏ cái mạc đi nha các bạn nhé. Các bạn đừng buồn em nhé. Rồi được rồi. Đẹp quá. Rồi G bao nhiêu đây ba? Mina Ngô ơi, cho em số, cho chị Nhung số điện thoại lại. Em cho số điện thoại sai rồi, không là chị Nhung đẩy qua bạn khác luôn nè. Nhanh lên cho chị Nhung. Cho số điện thoại lại, không là chị Nhung đẩy cho bạn khác nha, cho mẹ khác nha. Rồi cái này là mã bao nhiêu ba, nhìn lại giúp em cái. Này.
G44 G44 đọc sai. 28 30 31 nha. Đúng không? 28 30 31 G44 các tình yêu nhá. Đẹp chưa? Rồi Phạm Mi G44 cho bạn Thu Minh. Ok thì Thu Minh này. Chốt cho Thu Minh này, G44 cho 31 này. Thu Minh 31 ok này. Phạm Mi hết nhá. 28 cho Thu Thủy Nguyễn. Ok Thu Thủy Nguyễn này. Rồi còn 30 các tình yêu nhá. Còn 30. Thu Minh ơi em mua chi nhiều vậy em? Em mua nãy giờ được 5 đôi rồi đó bé. Rồi còn 30 các tình yêu nha. Còn 30 ai lấy comment giùm em là 30 được chưa ạ? Em chỉ còn đôi 30 thôi các tình yêu nhá. Hết 28. Hết chị Hà Vũ em thấy Xuyến Nguyễn hết nhưng mà hết nhá. À, Cẩm chị ơi hết nhá. Bây giờ còn size 30 cho bé đẹp danh ok. Bé đẹp danh. Rồi tiếp tục ba. Lên như Thu, lên ba. Ok. Cái này là G33 mà. Cái kia là G33 hả? Ba mở ra giùm em coi xem đúng không? Mở ra. Wow, màu đen này sang quá à. Wow, màu đen này sang quá các bạn ơi, nhìn này. Em mua hộ nữa hả? Em ở đâu Thu Minh? Rồi các bạn ơi, G33 đọc sai. 29. Mà phải đọc chậm em mới biết được. 29. Tiếp. 34 35 36 37 mỗi sai mấy đôi? 28 29 31 34 35 36 37 các bạn nghe không ạ? Từ 28 đến 37 không có 30 và 32 các tình yêu nhá. G33. Rồi, G33 các tình yêu này. G33 bắt đầu em chốt này. Em mua mấy người cơ chị khổ thân thế. Rồi G33 các tình yêu nhá. Em đang cầm trên tay là size 28. Em lấy size rất chuẩn. Hàng bên em là hàng cao cấp nên chuẩn size các bạn nhá. Loan Vũ chốt cho Loan Vũ 32 à, 32 không có chị Loan Vũ nhá. Rồi Thanh Trang 31 cho Thanh Trang này. Ok Thanh Trang này. Em ở Hà Nội hả? Chị Nhung Đoàn 29 chị Nhung Đoàn nhá. 29 cho Nhung Đoàn. Hệ thống Massinger 34. Hệ thống Massinger 34. Hệ thống Massinger 34. 29. Ok. Xuyến Nguyễn còn 29 không ba? 31 cho Trang Thanh Trang nhá. 31 cho Thanh Trang ok này. Đấy, ok chưa? Nhung Đoàn ok, Nhung Đoàn 20. Còn một đôi 31 nữa hả? Xuyến Nguyễn 29 có không? 29 hết Tina. Huỳnh Lam ơi, còn 34 cho Huỳnh Lam không? Hết Huỳnh Lam gái yêu nhá. Thảo Nguyên ơi, em lấy size bao nhiêu Thảo Nguyên? Sao comment như vậy là thiếu size đấy. Rồi chị Tuyền Nguyễn không có 32 ạ, à. Bây giờ chỉ có 37 thôi chị nhá. Chỉ có 37 thôi, em chốt cho bạn nào đây này. 35 chốt cho Huỳnh Linh nhé. Chốt cho Huỳnh Linh 35, ok Huỳnh Linh 35 này. Hồng Trần 35 và 37. Chị ơi chị lấy 2 đôi hả chị? Chị Hồng Trần lấy 2 đôi đúng không ạ? Còn 35 không ba? Chỉ còn 37 các bạn nhé. Chỉ còn 37, Hồng Trần ơi nếu mà chị lấy 37 thì comment giúp em lại 37 giúp em. Được chưa ạ? À, Trần Bảo Ngọc 34 còn không? Thảo Trang ok, Xuyến Nguyễn 28. Xuyến Nguyễn 28. Xuyến Nguyễn 28 ok. Hả? Anh viết lên hộp đi. Thu Thủy Nguyễn 36. Thu Thủy Nguyễn 36 cho Thu Thủy Nguyễn nhá. À, chị ơi có size 30, 36, 30, 31, 3 đôi. Ok. Em cứ comment đúng cú pháp và đúng size giúp chị Nhung. Được chưa? Ngọc Duyên Châu ơi. Đúng size, đúng số điện thoại đầy đủ nhá. 33 em hết. Bây giờ em không còn 33. Em chỉ có size 37 và size 28 có chưa ba? G33. Rồi còn size bao nhiêu? Còn 37 và 31 các bạn nha. Còn 37 và 31 thôi. Còn Thảo Nguyên ơi để lại số điện thoại nhanh lên. Tuyền Nguyễn lấy em 37 và 31 chị nha. Tuyền Nguyễn ok để lại số điện thoại nhanh lên đi Tuyền Nguyễn ơi. Rồi ok Tuyền Nguyễn nha. Hết sạch các bạn nha. Thảo Nguyên hỏi không thấy đâu. Chị Ngọc Mai em thấy ạ. Nhưng mà tại vì cái mã này em không có 33 chị ạ. Hệ thống Messenger em hết nhá. Rồi Tuyền Nguyễn để lại số điện thoại, Tuyền Nguyễn có số điện thoại chưa ba? Không có số điện thoại em không lấy hàng đâu ạ, chị Tuyền Nguyễn để lại số điện thoại. Thảo Nguyên hết, em xin lỗi nha, mã này khác hết ạ. Em lên mã khác các bạn yên tâm. Trời ơi, đôi này đẹp quá. Cái này là 28. Từ đó sao bao nhiêu? 28 và 30 các tình yêu nhá. G38. G38 là G38 các bạn nhá. G38 size 28 và 30. 28 và 30 mỗi size có đúng một đôi các bạn nhá. Đôi này đẹp quá, chị không nổi này.
công chúa nha các bạn. Công chúa các bạn nhìn thấy chưa? Đọc chưa? Những cái đôi này nó đọc quá chịu không nổi luôn. G H G 38 size 28 và size 30. À, cho chị đôi này đi, cho hai chị em giống nhau. Chị ơi hết sạch ạ. À. Em xin lỗi chị ạ. À. Tại vì do là khi tới chị thì nó đã hết mất rồi ạ. À. À, có 33 chị ạ. À. Chị yên tâm chị Ngọc Mai nhá. Chị cứ nghe giùm em là em nào. Cái đôi nào em đọc 33 là chị chốt. Hả? Lát. Nào bây giờ bạn nào đầy đủ cú pháp thì em mới lấy nha. Đầy đủ cú pháp nào. Xuyến Nguyễn 28 chốt cho Xuyến Nguyễn này. 30 còn 30 nha. Chị tất cả mọi người hết. Rồi, Trúc Thanh G38 chị 30. Trúc Thanh 30 nhá. Hoặc giày thể thao không có. Anh được chưa? Có hai đôi thôi. Trúc Thanh ok, Trúc Thanh là size 30 nhá. Các bạn ơi, 28 của bạn. Ủa? Diễm Nguyễn. Diễm Nguyễn ở trên 0167 969 4996. Ok, chị Nhung qua mẫu. Nguyễn Thủy Linh thấy, Thu Minh thấy như hết nhá các bạn nhá. À, Diễm Trinh, Nguyễn Trần hết nhá. Nhi Phan hết nhá. Nhân Thị hết. Hả? Tuyền Nguyễn ơi, để lại số điện thoại nhanh lên em chốt hai đôi đó. Nhanh lên không là chị Nhung cho mẫu khác nha. Nào lên lại cái mã đó đi ba. Cái mã đó còn kìa. G33 nãy bạn nào chốt rồi thì thôi nhá. G33 cái mã này nãy bạn. Rồi bây giờ cái đôi này là có size đủ này các bạn này. 3233. Đọc size 32 33 35 36. Ok, mỗi size mấy đôi? À cái này nó khác. Đẹp chưa? Đọc mã lại. G33 các bạn nhé. Em xin lỗi là G33 các bạn nhìn này. Nãy bạn nào lấy đôi đen rồi thì đừng comment nữa nha. G33 các bạn nhìn thấy chưa? Thấy em không? Thấy Thành, Thái, Thanh Ngữ em thấy. Các bạn thấy hết đấy ạ. Rồi G33 size 32, 33, 35, 36. 32, 33, 35, 36 các bạn nhé. Đẹp chưa? G33 các bạn phải comment đúng là G33 size và kèm số điện thoại giúp em. G33 size và kèm số điện thoại. 33 32 33 35 36 size là 32 33 35. Chị Loan Vũ 32 chốt này. Dạ đây. Chị Loan Vũ 32 chốt này. À, mấy đôi 32 anh ơi? Một đôi 32 Phan Ống Hân hết nhá. Huỳnh Lam 33 cho Huỳnh Lam ok này. Đấy, 36 cho Thảo Nguyên, 36 Thảo Nguyên này, còn 35 các tình yêu nhá, còn 35 thôi ạ. Em hết rồi Vũ Huỳnh ơi, lát chị lấy mẫu khác cho em nhá, lát mẫu khác cái nhá. Còn 35 thôi nhá, 33 em hết. Hồng Trần 35 36 bây giờ chỉ còn 36 thôi. À chị Hồng Trần ơi, tức là chị lấy hai đôi hai bé phải không ạ? Đúng không ạ? Kim Hoàng 35 chốt cho Kim Hoàng luôn nhá. Chốt cho Kim Hoàng ok, Kim Hoàng này, ok Kim Hoàng nhá. Kim Hoàng ok này. Ủa em chốt cho bạn. Hả? Anh chốt cho bạn nào? Anh phải đọc bởi vì do là bạn nó các bạn biết được bạn nó bao nhiêu đôi. Nguyễn Nhiên, ủa vậy có bao nhiêu đôi mà tất cả? Nguyễn Nhiên 33 ok, Nguyễn Nhiên 33 nha. Rồi. Hồng Trần 35 36 có không? Hồng Trần 35 36 chị lấy hai đôi phải không ạ? Chị Hồng Trần hai đôi đấy. Hồng Trần hai đôi đẹp quá. Hồng Trần ơi, cái này về cho con hai bạn đeo cùng nhau. Hồng Trần hai đôi 35 36 luôn. Thảo Nguyên 36 có không? Ô anh phải biết hai hộp luôn nhá. Nào, còn đôi bao nhiêu? Mày 28 của bạn nào đây? Thảo Nguyên 36 ok, Thảo Nguyên 36 093 441 2861 ok Thảo Nguyên. Được chưa? Kim Hoàng 35 còn không? Kim Hoàng 35 còn không? Kim Hoàng 35 chốt cho Kim Hoàng nha gái yêu. 090 991 6597 Kim Hoàng ok. Rồi còn bao nhiêu? Còn 28 không? Còn sai bao nhiêu ba đọc vậy? Rồi chị Hoàng Vũ kia cái của ai? Cái đó là của ai vậy? Rồi. Hết tất cả các tình yêu hết, Nhi Phan hết, bé đẹp doanh hết, bé đẹp doanh có không? Bé trai đi chị, chờ các bạn chờ chị Nhung một xíu cho em thêm đôi 36 nữa. Ừ. Quan trọng là lát chị Nhung lên em ưng mẫu nào em chốt được chưa? Bởi vì nó đẹp quá, đôi nào nó đẹp hết. Nha, yên tâm nha. 28 hai đôi hả? G34 28 hai đôi. 28 các bạn nhé. Lâu lắm mới chị lên sóng. Ừ, Yến Nguyễn hôm nay mới bạn rảnh đây. Màu hồng. G34 28. Có đúng một size 28 được các bạn nhé. Một size 28 duy nhất thôi. G34 một size 28 được chưa ạ? Một size 28 ai lấy comment giùm em được chưa ạ? Rồi G34 một size duy nhất 28 ai lấy comment giùm em màu hồng này.
Chị Hà Vũ ơi, kèm số điện thoại đi ạ. À. Chị ơi, G28 size 28 luôn. À, G34 kèm size bao nhiêu ba? G34 size 28 cho Tina nhưng mà kèm số điện thoại. Sao không chốt mẫu kia cho em? Ngọc Mai có được không? Tại vì Ngọc Mai không phải đâu, chị muốn chốt cho em nhưng mà tại vì em lại sau những bạn khác. Thu Thủy Nguyễn chốt cho Thu Thủy Nguyễn, chốt cho Hà Vũ hết nhé. Thu Thủy Nguyễn và Hà Vũ ok. Nào bây giờ tiếp tục này, những đôi này là mỗi đôi một chiếc duy nhất nha. Mỗi đôi một chiếc duy nhất phải không? Mỗi một mã chỉ còn đúng một size và một đôi duy nhất. Rồi, tím 37 ai lấy comment giùm em là tím size 37 nhá. Tím size 37 ai lấy comment giùm em là tím size 37 được chưa? Ai lấy tím comment giùm em là tím size 37 nha. Rồi. Được rồi, ai lấy tím comment giùm em là tím size 37 nhá. Tím size 37 được chưa? Diễm Trinh Nguyễn Trần hết nhá. Rồi, tím size 37 ai lấy comment giùm em là tím size 37 được chưa? Rồi. Size nhỏ đi chị, có rất là nhiều size nhỏ, có tập đi luôn á, chờ chị Nhung một xíu. Rồi, xanh size 30 ai lấy comment giùm em xanh size 30 nhá. Xanh size 30 kèm số điện thoại. Xanh size 30 kèm số điện thoại được chưa ạ? Xanh. Chốt cho chị Hồng Trần 37 ok chị Hồng Trần nhá. Còn xanh size 30 ai lấy xanh comment giùm em. Thu Thủy Nguyễn hết nhá. Thu Thủy Nguyễn hết được chưa? Anh đẩy ra đây đi anh, với xa quá. Ngô Mỹ Thời ơi, phải có số điện thoại nhá. Ngô Mỹ Thời ơi, nhưng mà chị Nhung hết rồi. Mua kèm số điện thoại chị Nhung mới lấy hàng. Rồi các bạn ơi nhìn đây này đẹp chưa? Nông Hường xanh 30 Nông Hường nhá. Nông Hường số điện thoại là 0962800021 được chưa? Rồi, đôi này em gọi là nơi hoa, đôi hoa size 30 các bạn nhá. Hoa size 30 ai lấy comment giùm em là hoa size 30 kèm số điện thoại được chưa? Minh Nguyên Nguyên chị Nhung thấy, Minh Nguyên Nguyên thấy em yêu nãy giờ em comment chị Nhung thấy, em thấy comment mấy lần luôn nhưng mà lại em lại sau mấy bạn luôn. Được chưa? Hoa size 30 ai lấy comment giùm em là hoa size 30 bắt đầu lên mỗi size có một đôi duy nhất thôi. Thúy Kiều kèm số điện thoại đi Thúy Kiều ơi. Rồi ai lấy comment giùm chị Nhung là nơ tím kèm số điện thoại. Nơ tím size 30 kèm số điện thoại. Nơ tím size 30 kèm số điện thoại. Đây là nơ tím các bạn nhìn thấy chưa? Nơ tím size 30 kèm số điện thoại nhé. Nơ tím size 30 kèm số điện thoại được chưa? Nơ tím size 30 kèm số điện thoại các bạn tình yêu này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Nơ tím size 30 kèm số điện thoại nha. Ai lấy comment giùm em. Rồi Thúy Kiều size 30 ok hoa này. Hoa cho Thúy Kiều ok này. Hoa cho Thúy Kiều nha. Nơ tím size 30 ai lấy comment giùm em là nơ tím size 30. Rồi tiếp tục size bao nhiêu? G42 size 30 và 31 các tình yêu. G42 size 30 và 31 các tình yêu nha. Bé trai thì chị Nhung ơi, đợi mãi bao nhiêu hả? Bé trai hôm nay chắc là không kịp soạn rồi. Chắc chị Nhung chỉ like bé gái thôi quá. Đấy, hôm nay có hai vợ chồng chắc chị Nhung like khoảng 1 tiếng đồng hồ chị Nhung nghỉ thôi, chị Nhung không like nhiều nhá. Rồi, G42 size 30 và 31 phải không ba? G42 size 30 và 31 các bạn nhá. Đó, G42 31 cho Vi Nguyễn ok này. Không có ba hết Thúy Kiều hết nhá. Thúy Kiều không có nhá. Rồi, còn 30 ai lấy 30 comment 30 giúp em. Rồi ok nhá. Vi Nguyễn ok nhá. 32 không có, chỉ có 30 thôi em. 30 thôi Huỳnh Lam ạ. Ủa đôi màu tím nữa này, nơ tím này. Trời ơi. Anh đẩy cái đằng kia lại đi. Anh đẩy cái khu kia lại, mấy đông kia kìa. Nào, tiếp tục này, cái này chị Nhung xin lỗi là nơ tím. Ai lấy comment giùm em nơ tím size 30 nhá. Vậy mà nãy giờ chờ bé trai. Thủy ơi chị Nhung xin lỗi tại vì do là tính like bé trai nhưng mà có khả năng là tại vì do là ngày mai chị Nhung chốt xong thì chị cũng lại còn phải qua bên xưởng nữa. Đưa em coi cái hộp đằng sau bên hôm coi. 36. Nó đi cái số mà nhìn như 30 rồi. Trời ơi, vậy chốt lại. Giờ 42 á. Chị Nhung xin lỗi, vậy bạn nào vậy? Chốt cho bạn nào vậy? Rồi, cái này là nơ tím size 30 ai lấy giùm em nhá. Em 30 dồn đơn luôn nha chị. Đôi hồng ý. Không em ơi hết nhá. Tức là chị Nhung chốt cho bạn nào là bạn đó được chưa? Cái này là đôi tím nơ tím size 30 ai lấy giùm mẹ chị Nhung là nơ tím size 30 các bạn đứng cứ ghi rõ cú pháp, đúng cú pháp để không bị nhầm hàng. Được chưa? Nơ tím size 30 ai lấy comment giùm chị Nhung, được chưa? Nơ tím size 30. Anh không đánh mình. Mới không nổi luôn á, cắm đầu xuống đất luôn. Đẩy cho một chồng cái này.
Nơ tím size 30 các tình yêu nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi, đây một mỗi một đôi có một chiếc duy nhất, các bạn nhìn thấy chưa? Số nhỏ không chị? Tập đi bé gái thì có, tập đi bé gái có. Rồi, các bạn nhìn thấy giùm em ạ. À? Đây ạ, à, thấy các bạn chưa ạ? Ô vuông size 31 nha, ô vuông xanh size 31. Ô vuông xanh 31 kèm số điện thoại giúp em. Bao nhiêu? 31 và 37 các bạn nhá. 31 và 37, cái này có 31 và 37. Cái đọc mã đi. G45 31 và 37 các bạn nhá. Em cũng chờ bé trai năn nỉ á. À. Vuông ok 31 cho Thúy Kiều, còn 37 các bạn nhá. Đôi này còn 37 này. Xử đơn giày của em chưa chị? Nguyễn Thương. Xử lý đơn giày của em chưa? Ủa, Nguyễn Thương là sao? Giao lộn hả Nguyễn Thương? Tức là bây giờ làm sao anh? Đôi giày nó làm sao? Em làm sao? À, tức là em ơi, chị Nhung đang chờ hàng trả về rồi, có thể chị gửi lại cho em nhé. Rồi, hệ thống Messenger ok. Chị Cổng Trang Nguyễn Thị ơi, chị Cổng Trang Nguyễn Thị là lấy hàng vui lòng để lại số điện thoại thì em mới chốt đấy ạ. Chị hiện lên trước nhưng mà chị lại không có số điện thoại nên ông xã em chốt cho chị hệ thống Messenger nhé. Các bạn phải kèm theo số điện thoại. Cứ comment đúng cú pháp cho em và đúng số điện thoại em lấy hàng để không bị nhầm lẫn nha các mẹ. Tại vì do là trên mỗi cái hộp em đều ghi số điện thoại và ghi mã đầy đủ tên và số điện thoại luôn, để không bao giờ bị lầm hàng của các bạn, không bao giờ lầm hàng bên em nhá. Rồi tiếp tục mã. Wow, cái đồ này đẹp quá các bạn ơi. Đôi này đẹp quá, chịu không nổi các bạn ơi. Đẹp lắm luôn, chịu không nổi đôi này nhá. Nào các bạn ơi, lên luôn đi, lên luôn đôi này luôn nào. Đọc mã, đọc sai. Trời ơi, có một đôi duy nhất. Một đôi duy nhất các bạn nhá. G33, ai lấy comment giùm em là G33. Một đôi duy nhất, size đẹp quá, chịu không nổi này, chấm bi này. G33, một size duy nhất, 33 nhá. G size 33 các bạn nhá. G size 33 kèm số điện thoại. G size 33 kèm số điện thoại được chưa ạ? G size 33 kèm số điện thoại các tình yêu nhé. Các bạn nhắn một dòng thôi, nhắn một dòng cho em thôi, đừng nhắn nhiều dòng, bởi vì do là nhắn nhiều dòng mất công lại không được chốt các bạn nhá, để khỏi bị nhầm các bạn ạ. Mua hàng mà mình phải cẩn thận. G33 Thúy Kiều, chốt cho Thúy Kiều này. Ok Thúy Kiều này, Thúy Kiều G33, ok Thúy Kiều nha. Rồi G30, G30 các tình yêu nhé. Thấy chưa này, G30 lên rồi hả? Rồi tiếp tục đi. Rồi lên tiếp mã khác. Một đôi duy nhất. Wow, cái đồ này thì là có nó là. Em nói đôi này là bền vô địch. Riêng đôi này là bền vô địch. Giang Võ thấy, Trúc Thanh thấy, Ơ Trương thấy. Nhưng mà cái đôi này gọi là đôi bền vô địch các bạn ạ. Nó bền hơn cả, em nói là bi tít không lại luôn các bạn nhé. Bi tít không lại luôn. Đôi này bền vô địch luôn. Em xin phép gọi nó là đôi đen. Đôi hoa đen. Đôi hoa đen size 36 các tình yêu. Đôi hoa đen size 36 các tình yêu nhé. Đôi hoa đen size 36 các bạn nhìn thấy đế chưa ạ? Đế chưa ạ? Năn nỉ chị Nhung lên đồi bé trai tí đi, em mua cho con đi học hả? Thái Thanh Ngữ hả? 139.000 đồng giá. Ủa em ghim giá các mẹ không nhìn thấy không ạ? Size nhỏ có chị nhá, tại vì em đang lên mấy cái đôi mà nó nằm ở ngoài. Mấy đôi nằm ở ngoài, lát em bắt đầu em lại lên những cái đôi mà có đầy đủ size nhá. Rồi, ba đen, đen, đen nha các bạn nhá. Hoa đen size 36, ai lấy comment giùm em size 36. Chốt cho Thúy Kiều 36, ok Thu Thủy Nguyễn hết. Thu Thủy Nguyễn hết nha. Rồi tiếp tục ba. Em lên 3-4 đôi, một đôi duy nhất thôi. Còn những cái đôi sau bắt đầu em lại lên đủ size hết, các bạn yên tâm nhá. Thì chịu khó chờ em một xíu thôi là em sẽ lên đây hàng đủ size. Đây em đang lên những cái đôi mà nó còn một đôi duy nhất, nó có một đôi duy nhất đẹp quá các bạn ơi. Cái này được gọi là hai nơ các bạn nhá, hai nơ size 37, hai nơ size 37 các bạn nhìn này. Hai nơ size 37 các bạn nhìn, lót này con đeo sướng cực kỳ sướng. Các bạn nhìn thấy chưa? Hai nơ, các bạn nhìn thấy chưa? Hai nơ size 37, 37 các bạn nhá. 37 ai lấy comment giùm em hai nơ size 37. Bước em mua giày cho ông xã. Như Huỳnh Sushi nơ nơ thì đây nhỉ, hai nơ size 37 các bạn nha, ai lấy comment giùm em. Bạn nào lấy điện thoại à? Trúc Thanh ơi, Trúc Thanh để lại số điện thoại. Trúc Thanh ơi nhớ nha, Trúc Thanh để lại số điện thoại nhanh nha, nhanh nha. Hệ thống Messenger hai nơ cho Huỳnh Lam chưa được đôi nào ấy. Huỳnh Lam nãy giờ chưa được đôi nào. Hệ thống Messenger ok chị, hệ thống Messenger nhá. Rồi ai lấy comment giùm em nốt đôi ba này 36 nhá. Ai lấy comment giùm em đôi này 36 đi ạ. Hồng 36, ai lấy comment giùm em hồng 36 các tình yêu nhé. Hồng 36, ai lấy comment giùm em hồng 36 được chưa? Hồng 36, ai lấy comment giùm em là hồng 36 các tình yêu nhé. Hồng 36 được chưa ạ? Hồng 36 các tình yêu nha. Ai lấy hồng 36 comment giùm em hồng 36. Thảo Nguyên ơi hết nha. Bây giờ bắt đầu em lên những cái đôi mà có đủ size cho các bạn đây ạ. Hồng 36, ai lấy comment giùm em hồng 36. Em muốn rồi nhé.
Chị hóng quá hả? Rồi, Hồng 36, ai lấy comment giùm em Hồng 36 đưa đây, 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 đây ba. Rồi, chốt cho chị Hồng Trần nha, chị Hồng Trần ơi. Chị Cẩm Trang, Huỳnh Thị ơi, chị cố gắng lên ạ. Chắc chắn là sẽ được chị nhá. Cố gắng lên ạ, Huỳnh Lam ơi hết nhá. Tội nghiệp Huỳnh Lam chưa, Trúc Thanh hết. Rồi, cái này gọi là em xin phép nữa, gọi là đôi này một đôi duy nhất size 31 các bạn nhé. Một đôi duy nhất size 31, ai lấy comment giùm em là đôi Hồng 31 luôn. Hồng 31 các tình yêu nhé. Hồng 31 các bạn nha, Hồng 31, ai lấy comment giùm em Hồng 31. Được chưa? Ngọc Mai ơi, em nãy giờ không có lên 33 đó chị Ngọc Mai. Chị nha, chị đang cần 33 đúng không ạ? Rồi, Hồng 31 ai lấy comment giùm em là Hồng 31 các tình yêu nha. Hồng 31 ai lấy comment giùm em là Hồng 31. Hồng 31, Hồng 31 chị ạ, Hồng 31. Rồi. Đen 35. Hồng 31 cho chị Vi Nguyễn, chốt cho chị Vi Nguyễn nha. Thảo Tăng hết nha, Thảo Tăng nha. Được chưa? Đen 35 ai lấy comment giùm em đen 35 đẹp chưa? Đen 35 các tình yêu nhá. Đôi này Hàn Quốc này. Đen 35 ai lấy comment giùm em là đen 35 các tình yêu nha. Đen 35 các bạn nhé, ai lấy comment giùm em là đen 35. Đen 35. Giày thể thao của em không biết nha, bây giờ em cứ lên được cái nào các bạn like giúp em, tại vì do là ngày hôm nay có một mình có không phải. Đen 35 cho Thúy Kiều, chốt cho Thúy Kiều. Thúy Kiều nãy giờ được mấy đôi rồi? Nào tiếp tục lên nào. Thúy Kiều ok, Thúy Kiều này. Hả? Còn một đôi lẻ cuối cùng. Còn một đôi lẻ size cuối cùng các bạn nhé. Còn một đôi lẻ size cuối cùng. Đây ạ, 136, 139 ngàn đồng giá nhé. Hồng Trần hết, xanh đẹp chưa? Ai lấy comment giùm em là nơ xanh. Nơ xanh size 31, nơ xanh. Nơ xanh size 31 cái tình yêu nhé. Nơ xanh size 31 các bạn nhìn thấy chưa? Nơ xanh 31, ai lấy comment giùm em là nơ xanh 31 đẹp quá, nơ xanh 31 đẹp quá. Nơ xanh 31 kèm số điện thoại nhé. Nơ xanh 31 kèm số điện thoại được chưa ạ? Nơ xanh 31, chị Lê Ngọc Hà hết nhé. Nơ xanh 31 kèm số điện thoại. Rồi bắt đầu lên những cái đôi này là đôi đủ size đây ạ. Rồi, G31, G31 mã size 3. Chốt cho Nhật Khánh nhá. Nhật Khánh xanh 31 ok. Nhật Khánh nào, đọc mã đi ba ơi. G31 này. Mã này là G31 các tình yêu nhá. G31 đọc sai. Mở ra. 31 và 35 nhá, hai size. Hả? 32. 31, 32 và 35 nhá. Các bạn ơi, cái này là G31 size 31, 32, 35 các bạn nhá. G31 size 31, 32, 33. 31, 32 và 35 có đúng 3 size các bạn nhá. 31, 32 và 35 được chưa? G31 các bạn nhìn thấy Nhung Ly, chị Nhung thấy lên trễ đúng không? Cố gắng lên em ạ, à, chị mới bắt đầu mà. Rồi được chưa? G31 size 31, 32 và 35. Được chưa? Nào ai chốt nào? Huỳnh Lam 35 ok, Huỳnh Lam này ok nào. Các bạn cứ phải lấy đúng cú pháp chị Nhung mới lấy nhá. Ngọc Linh Võ Thị hết 35 nha. Đấy, size 32 cho Phạm Hồng Vân nhá. Phan Hồng Vân 32 ok, Phan Hồng Vân còn 31 các bạn nha. Còn 31. 31 cho Vi Nguyễn, chốt cho Vi Nguyễn ok, Vi Nguyễn nha. Các bạn ơi, hôm nay lựa được, cố gắng ngày mai đừng xả nha. Tại vì sao ạ? Mua nhiều quá mất công ngày mai lại kêu chị ơi xả bớt cho em thì tội nghiệp chị Nhung nhá. Suy nghĩ cho kỹ trước khi chốt hàng được chưa? Đó. Còn size 31 thôi nhá. Hồng Lý chốt cho size 31 Hồng Lý nhá. Hết hàng các bạn nhá. Đôi này đẹp quá chị không nổi. Đó. 31 cho họ, cho bạn Hồng Lý. Uyên Phương ơi, G31 nhưng mà chị phải có số điện thoại và có size kèm theo đấy ạ. Chị Loan Vũ ơi 32 hết nhá. Chị nhiều hơ cái Facebook lạ quá. Bé đẹp danh chị Nhung hết nhá, gái yêu. Nào tiếp tục lên nào. G32 đọc sai ba ơi. G32. Wow. Ủa, đôi này chất quá, đôi này chất quá. 31 đến 37. Từ 31 ra 37 mỗi sai một đôi đúng không? Trời ơi, từ 31 đến 37 em lấy 33 này. Các bạn ơi, đôi này hết nấc luôn. Đôi này hết nấc các bạn ơi, đôi này hết nấc luôn ạ. À. Từ 31 đến 37 đôi đen nha các bạn ơi, chị Nhung không lên quần áo hôm nay. Được chưa? Đọc mã, đọc sai. Mã là G32. G32 mã là G32, size là 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, tức là mỗi size một đôi từ 31 đến 37 nhá. 37 mỗi size một đôi các bạn nhá. Rồi, G32. Trần Bảo Ngọc ok, Trần Bảo Ngọc 30. Trần Bảo Ngọc 33. Ơ Trương 33 hết nha. Thanh Trang chốt cho 31 Thanh Trang nha. 33 cho rồi ok này. Hồng Trần 35 Hồng Trần nha. Rồi. Chị Hương Cao 35 và 37. Chị Hương Cao 35 37 có không? Chị Hương Cao ơi em hết 35 em còn 37 thôi nhá. Bạn nào lấy cặp là em không lấy đâu ạ.
Bạn nào mà lấy cặp là em không lấy, bởi vì nếu mà còn thì còn hai đôi thì em mới lấy, còn nếu mà một đôi là em không chốt nhá. Để các bạn muốn lấy đôi mà. Huỳnh Lam 34 cho Huỳnh Lam nhá. Huỳnh Lam 34 nha ba nha. Rồi, Cổng Trang Huỳnh Thị 36, Cổng Trang Huỳnh Thị 36. Cổng Trang Huỳnh Thị 36 ba nhá. Cổng Trang Huỳnh Thị 36. Thúy Kiều 37, Thúy Kiều 37 ok, còn không? Còn 32 đúng không? 32 Thảo Nguyên ơi có đâu? Các mẹ hóng trai chờ xíu chứ một đống hộp, chị Nhung không biết trong đôi trai hay gái. Ừ, các bạn phải chờ chị Nhung một xíu. 32 còn 32 sorry hình hết nhá. Tại vì các bạn nhân viên các bạn nó soạn Thủy Mai 32. Thủy Mai 32 ok, Thủy Mai 32. Em đang cầm size 33. Hả? Đây này, ít này. Ủa, chốt 32 cho bạn nào? Anh chốt, anh không phải đọc em, phải đọc em. Thanh Trang 31. Lấy cái nắp đậy qua. Sẵn trai gái riêng ta rồi, đúng rồi, nhưng mà tại không kịp. Chị Nhung đang coi xem bạn nào vừa, chị Nhung chốt 32 ta. 32 cho bạn nào đây? Em vừa đọc xong á. Thủy Mai đúng rồi. Sẵn trai gái riêng ra rồi, bên khu vực này là gái, khu vực bên này là trai, nhưng mà khổ nói là trai thì lại sợ không kịp. Không phải. Dạ đúng rồi. Còn đôi 35. Đôi 35 các bạn chờ em một xíu. Mình chốt mà không được. Chị ơi tại vì nó lại bị sâu chị ạ. Đôi này đôi đen chứ không phải đôi hồng nhá chị nhá. Chị em đang chốt đúng mã giúp em. Được nhá. Còn 35 phải không? Cái này 33 của bạn nào đây anh này trong hộp này. 35 cho Phạm Nhật nhá. Phạm Nhật 35. Phạm Nhật 35 ok Phạm Nhật nhá. Mày chốt đúng size giùm em nha ba. Phạm. Có mình ông giả nên các mẹ thông cảm. Ok Hồng Trần em không lấy hộp nhé chị. Ok Hồng Trần. Cứ bạn nào không lấy hộp thì để nó rẻ, chứ mà công các bạn lấy hộp á, đóng vô. Những cái bạn mà mua lấy chục đôi, các bạn nhiều khi các bạn lấy cả chục đôi thành một cái hộp to như thế này này, gửi đi cái tiền phí nó mắc lắm các bạn ạ. Mắc lắm nên các bạn nào mà không lấy hộp thì nó rẻ hơn. Tại vì do là nó nhẹ hơn, với cả nó đỡ cồng kềnh. Tại vì bên vận chuyển đợt này nó siết chặt về vấn đề số ký lắm. Thế mà vậy cứ càng nhẹ thì càng tốt. Cái hộp không nó mất mấy ngàn đấy, phí mười mấy ngàn đấy. G30 này sao hộp tốt. Ui dồi ôi, G30 đẹp lắm các bạn ơi, anh để xuống đi. Ui cái G30 này đẹp lắm các bạn ơi. Các bạn thông cảm giúp em, không phải xen kẽ đâu ạ. Em để bữa sau em sẽ chỉnh đốn lại nhân viên. Các bạn nhân viên các bạn xếp dạng như các bạn xếp gọn gàng đấy. Các bạn xếp gọn gàng, các bạn xếp theo một mã. Ở ngoài toàn là xăng đan không, còn đảm bảo ở trong kia toàn là ba ta không. Đấy. Để lòi cái bé gái xong rồi chị Nhung coi xem có bé trai không nhá. Lê Ngọc Hà hết nhá. Lê Ngọc Hà ơi, cái đôi này là các bạn khỏi chịu nổi rồi. Không chịu nổi cái đôi màu xanh này, nó duyên quá chịu không nổi các bạn ơi. Đôi này xanh đẹp quá chịu không nổi luôn. Đọc má đi ba ơi. Khoan từ từ, đọc má. G30 các tình yêu nghe má chưa ạ? G30 đọc sai. 28 29 24 28 29. Trời ơi. 34 hả? Các bạn nghe rõ nha. 28 29 34 30 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 tức là mỗi size mấy đôi? 28 mấy? 23 em đang cầm 28. 28 4 đôi. Rồi, tiếp. 29 2 đôi. Đôi này đẹp quá chịu không nổi quá bạn ơi. 30 1 đôi. 31. 31 2 đôi. Đóng nhanh vào. Ủa. Rồi, tiếp đi. 32. 32. 32 1 đôi. 33 2 đôi. Các bạn comment quá trời chết rồi kìa. Nhanh lên. Rồi. 362 đôi. 374 đôi. Ok 37 nhiều mừng quá.
để khỏi bị tị, khỏi các bạn được không? Nào bây giờ bắt đầu em chốt nhá. G30 từ 28 đến 37 luôn các bạn nhá, đủ size cho các bạn luôn. G30 bắt đầu em chốt đây ạ. À. G30 bắt đầu em chốt G30 nha. G30 bắt đầu em chốt này. Rồi G30 Huyền Trang 28 này. Huyền Trang 28 chốt ở Huyền Trang này. Rồi đọc số điện thoại luôn nha. Huyền Trang 098 588 0185 28 nha, ba nhìn mã sai đúng cho em nha. Rồi tiếp tục nào. Bích Hảo G32 size 32, Bích Hảo 32 036 036 234 5538. Bích Hảo nha, ok Bích Hảo nha. Rồi Hà Vũ 28. Hà Vũ 28, ok Hà Vũ 28 nha. Hà Vũ 28 0961 233 704 các bạn thông cảm nha, tại vì có hai vợ chồng thôi nên nó rất là lâu. Rồi Seri 37, ok Seri 37 nha. Seri 37 093 Seri 37 ok 093 739 0684. Rồi Nguyễn Thơm 32. Nguyễn Thơm 32. 32 hết nha Nguyễn Thơm ơi. Nguyễn Thơm 32 hết nha. Ngọc Duyên Châu 30 31 36. Ngọc Duyên Châu. Ngọc Duyên Châu 36. Ngọc Duyên Châu được 3 đôi luôn gái nhá. Ủa đẹp quá. 0944 166 799. 0944 166 799. Chị 3 đôi luôn nha chị nhá. Chị 3 đôi cho 3 bé luôn ạ. À. Các bạn nhìn thấy không ạ? Dạ. Yeah. Anh chị gần cái Ngọc Duyên Châu mà con Châu thôi. Chị 3 đôi đấy. Ừ, chị đang cố gắng đây. Hương Kim 34 chị Hương Kim nhá. Hương Kim 34 chốt cho chị Hương Kim, xong chưa? Rồi, Hương Kim 34 ok Hương Kim này. Hương Kim 34. Chốt cho chị Hương Kim 0166 560 3218 chị Hương Kim nhá. Rồi, 28 cho Trần Thanh. Trần Thanh 28 0938 352 792 cho Trần Thanh. 0938 352 792 ok Trần Thanh. Huyền Trang 28 có rồi đúng không? Huyền Trang 28 đầu tiên rồi. Ngọc Trâm Cao 35. Ngọc Trâm Cao 35 0938 067 886. Ngọc Trâm Cao ok gái yêu. Trần Bảo Ngọc size 33 còn không? Trần Bảo Ngọc size 33 ok. 090 size 33 Trần Bảo Ngọc. Trần Bảo Ngọc ok. 090 219 0063 Trần Bảo Ngọc. New Her 31 anh ơi, cái bạn New Her này em ơi, em Facebook giùm chị Her gì đó, Her này, em inbox cho chị Nhung địa chỉ số điện thoại nhé. Tất cả các bạn vui lòng inbox địa chỉ số điện thoại giúp em đi ạ. Tại vì do là các bạn ơi, Facebook có những cái bạn Facebook rất là độc nên em không tìm thấy được Facebook của các bạn. Các bạn vui lòng inbox địa chỉ số điện thoại giúp em. New Her. Chị thấy Facebook đó, anh thấy Facebook không? Nhờ IUD. Cái Facebook lạ quá. Đưa em viết cho. Size 31. Đó, size 31 nhá. Rồi nhanh lên, nó không giữ cho em nữa rồi anh ơi, chết rồi. Rồi xong tiêu ba ơi, lẹ lên không giữ được nữa rồi. Nguyễn Hà Châu 35. Nguyễn Hà Châu Anh size 22 28. Nguyễn Hà Châu Anh 28 em tiêu rồi. Hương Cao 35 37. Hương Cao 35 37 nhanh lên. Tại vì do là nó chỉ cho giữ đứng một lúc thôi là nó bị nó chảy đó. Hương Cao 35 37 nhanh. Hỏi với số điện thoại được chưa? Seri 33 còn không? Seri 33 nhanh lên. Trần Loan 3 Trần Loan 32. Rồi, Seri không biết nữa. Trần Loan size 32. Rồi còn size bao nhiêu đọc nhanh lên đi. Anh Võ 36. Anh Võ 36. Rồi, Phạm Nhật 35 còn không? Phạm Nhật 35 ok. Rồi, Thanh Đặng 29 và mô 31. 29 và 31 cho Thanh Đặng ok, Thanh Đặng. Thanh Giang không biết, không Đặng mà không có dấu ấy. 29 và 31 ok, 090. Hả? 31 còn đâu, 29 à. Ủa 31 hết à? Hai đôi 31 lực mà. Thanh Đặng ơi hết 31 rồi em nhá. Thôi vậy thôi đừng chốt nữa. Cho Nguyễn Thị Tình 29. Nguyễn Thị Tình 29. Ok Nguyễn Thị Tình 29. Thảo Võ còn 31 không? Hết 31 còn sai bao nhiêu vậy ba? Ngọc Mai 33. Ngọc Mai 33. Ngọc Mai hết 33 luôn. Còn 34, 37 thôi hả? Còn 28 này.
Thành Đặng đôi. Ừ, ok, Diễm Trinh Nguyễn Trần 29, Diễm Trinh Nguyễn Trần nhé. Rồi còn bao nhiêu nữa, sai bao nhiêu nữa? Còn 34, 37 các bạn ạ, còn 34, 37 thôi. Nó bị đứng. Dạ đây. Thu chương 28 nha. Thu chương 28 ok này. Còn 34, 37 hả? Còn 34 và 37, mua lần nào không mua. Trời ơi Ngọc Mai ơi, chị Nhung thấy em mà em lại bị sau nên hết mất rồi, lại có một đôi duy nhất. Ồ, chị Nhung đối chốt cho em ghê luôn á. Còn bao nhiêu ba? Còn 34, 37 các tình yêu ơi, còn 34 với 37 thôi nhá. Còn 34 và 37, chốt em đi kìa, em một đôi mỏi tay quá hả? Bé khóc chưa mua được đôi nào Tigon ơi. Chú mẹ ơi, sao mà các bạn đừng comment như thế, chị đau lòng ghê gớm luôn. Có những bạn mà mua 3 4 đôi rồi nên chị Nhung không chốt nữa nhá. Các bạn ơi thông cảm cho chị, tại vì do là có nhiều bạn mua không được quá. Còn 34 và 37 các tình yêu nhá, còn 34 37 được chưa ạ? Còn 34, size 34 G30 này, chị Linh Võ Ngọc này, Linh Võ Ngọc 34 có chưa? Linh Võ Ngọc 34. Huỳnh Linh, tất cả các bạn vui lòng inbox để sổ điện thoại giùm em nhé. Còn 34 không? Phạm Thị Minh Hiếu 34 hết nhá. Comment mấy lần mà không được chán quá à? Nguyễn Thi ơi, 37 nhưng mà chị phải có điện thoại em mới lấy hàng đấy ạ. Phải có điện thoại em mới lấy hàng, 37 cho Mi Ngọc Duy Nguyễn. 37 ok Mi Ngọc Nguyễn luôn này, 28 của bạn nào lên này. Mi Ngọc Nguyễn, ok Mi Ngọc Nguyễn số điện thoại. Em lên đầu tiên đó. Ừ. Thành thật. Nhanh thật. Dạ, buồn quá. Mi Ngọc ơi. Rồi tiếp tục lên một mã mới. Còn 37 các tình yêu nhá, còn 37 bạn nào lấy 37 kèm số điện thoại giúp em. 37 kèm số điện thoại giúp em nhá. 37 kèm số điện thoại. Hết size. 37 kèm số điện thoại giúp em. Thanh Na ừ. Không phải đâu, tức là em có một size còn một đôi thì không hết nên mà chị Nhung không lấy. Quan trọng chị Nguyễn Thi 37 anh ơi. Nguyễn Thi 37 ok, Nguyễn Thi 37. Thi y ngắn. Nguyễn Thi 37 số điện thoại kìa. 090 752 9673. Uyên Phương ơi sao em đặt mà chị không chốt vậy? Em ơi tại biết sao không? Em qua sau nên 77 không có. Bây giờ bạn nào chưa được chốt 37 thì comment giùm chị Nhung. Buồn quá chị Nhung ơi, đừng. Thái Thanh Ngữ ơi, đừng buồn nhá. Thôi thì hôm nay giống như là không giành được nhưng mà cố gắng lên, chị Nhung còn like nữa mà. Chị Hương Cao chốt đôi nào mà hai đôi? Hương Cao ba mấy đúng không? Em còn 37 nha các mẹ nha, em còn một đôi 37 nào, tiếp lòng ma lên mã khác đi. Ai biết ba cho bá nào em like vào đó. G đó. G ngay trước mặt anh đi, G10 đi. G10 này. Chị đưa comment em lên liền lạ mà không có. Dạ. G10. Ôi dồi ôi, đồ này đẹp. Nào, bây giờ để bỏ công sức cho các tình yêu hồi nãy giờ các bạn ngồi chốt mỏi tay. Rồi đôi này là đôi em bán cho các bạn một cái giá rất là sốc các bạn nhé. Đôi này đẹp xuất sắc luôn nhưng mà bỏ công của các bạn nãy giờ là chốt mỏi tay mà không được. Em quyết định đôi độc, đôi cực kỳ độc và cực kỳ bền. Em quyết định bán đôi này 109.000 được chưa? Cái đôi này là em bán để cổ vũ tinh thần những cái bạn nãy giờ kêu chị ơi buồn quá, chị ơi buồn quá, chị ơi buồn quá đây. Nha. Riêng đôi này là 109.000 mã. Mã là G10. Đôi này là em thề với lòng luôn là em không lời, em sẽ không lời một đồng nào trong cái đôi này nhá. G10 đọc sai. 100 bao nhiêu nhỉ? 109.000 phải không? Tất cả cái này là 109.000 ba nhá. Đôi này là 109.000 em bán cho các bạn bởi vì do là nãy giờ nhiều bạn chốt không được quá nên rất là buồn lòng luôn. Thúy đọc chưa sai, đọc sai. 27 28 29 30 các bạn nha. Có mấy đôi? 27 28 29 30 các bạn nha, 31 có không? Không có. Rồi. Ok chưa? 27 28 29 30 không có 32 các bạn ạ, à, không có 32. Chỉ có 327 đến 30 Nguyễn Thùy Linh 30 ok. Trần Lan không có 32 chị nhá, không có 33 chị nhá. Rồi Tina 29 ok, Tina 29 anh nhớ viết giá giùm em là 109.000. Rồi Tina 093 585 4785 ok này, đuôi thôi, anh ghi đuôi thôi được rồi. Hồng Nhung G10 size 34 không có nhá. Chị hệ thống Messenger không có. Huyền Trang 28 cho Huyền Trang. Ok, 185 cho Huyền Trang. Đuôi số điện thoại là 185 được rồi. Huyền Trang ok. Viết vậy nó lộn giá sao? Làm gì có cái giá nào 185 cả cha. Rồi, anh Võ không có nhá, Thu Thủy Nguyễn size 28. Thu Thủy Nguyễn size 28 hết. Bây giờ còn size 27 cho Vũ Hằng hả? Em đang cầm size nhiêu? Em đang cầm size 30. Còn size 27.
Vũ Huỳnh 37 nhá. Vũ Huỳnh 37 090. À sorry, Vũ Huỳnh 27. Ok, Vũ Huỳnh 27. 27 nha. Rồi Vân Nguyễn 30. Vân Nguyễn 30 036 908 3228. 30 cho Vân Nguyễn nha. À, Nguyễn Thị Linh hết. Ôi bé không thích mẫu này luôn, buồn quá. Ngọc Mai ơi, chị Nhung xin lỗi, bây giờ còn 27 các bạn nhé. Uyên Phương ơi hết nhá. Lại không có. Dạ chị ơi, hơn 3 tuổi chị không biết size bao nhiêu luôn ấy. Nguyễn Nhàn ơi, quan trọng là con đeo size bao nhiêu giúp chị, bởi vì do là chân nhiều khi chân to chân nhỏ nhá. Cái này còn size bao nhiêu ba? Còn một đôi 27, ai lấy comment giùm em 27 nhá. 109.000 được chưa? Em like, em cổ vũ tinh thần các bạn. Không một đồng lời, em nói nghiêm túc không một đồng lời luôn. Không một đồng lời nhá. 109.000, ai lấy comment giùm em ghi giá 109.000 cho em. Riêng đôi này để em like cho các bạn có tình, các tình yêu có tinh thần để các bạn phấn chấn lên, đừng buồn. Để lát nữa em coi xem em có kịp để em lên bé trai không. Nói chung là tốt nhất các bạn cứ đi ngủ. Đấy, Thu Thủy Nguyễn 27 có chưa? Thu Thủy Nguyễn 27 hả gái? Em mua về em tặng đúng không? Bé ơi, tại chị thấy em like em chốt cũng nhiều size ghê gớm luôn. Không vừa có được đổi không? Chị Tuyết Trần ơi, không vừa em sẽ cho đổi, nhưng mà cái tiền ship bên chị lại phải chịu. Chị Tuyết Trần ạ. À, nên cố gắng chọn đúng giùm em nhá chị nhá, cố gắng chọn đúng. G931 phải không? 31 mấy đôi? Ô cái này là trai gái. Cái này trai gái đều ok mà. Nhưng mà nên khuyên là con gái. Cái này là kiểu dáng tròn tròn như vậy là con gái các bạn nhé. Kiểu dáng tròn tròn là con gái, rất là cá tính, được chưa? Đấy, êm lắm, đôi này thì êm vô cùng, đôi này bền lắm các bạn nhá. Rồi, đôi này hai đôi duy nhất các bạn chưa? Có hai đôi thôi nhá. G931. G931 139.000, hàng này em nói là bao bền luôn. Riêng những cái đôi như thế này là G931, đôi này là bao bền luôn. Cái này là trai gái đều ok, cái này là trai gái đều ok, các bạn nhìn thấy chưa? Rất đẹp, đôi này là cực kỳ cá tính luôn. Từ nãy giờ cả tiếng chưa được đôi nào. Tuyết Lê, bé trai năn nỉ mà hả? Các bạn đừng có làm chị muôn buôn đau lòng. Rồi cái này là trai gái đều ok đây, các bạn nhìn thấy chưa? G931 đúng một đôi duy nhất, ai lấy comment giùm em G931 kèm số điện thoại, đẹp chưa? Đôi này cá tính cực kỳ, đôi này cá tính và êm lắm luôn á. Cái đôi này sao em cầm lên cảm giác nó bền và nó êm. Này các bạn nhìn này, cái độ lún của nó các bạn nhìn thấy chưa? Nên bởi vậy con đeo lên là êm chân, sướng chân, bảo vệ chân con tuyệt vời luôn. Những cái bạn nào mà ngại dơ, ngại bẩn đây này. Đấy, quất luôn. 39 cho Ngọc Trâm Cao, 31 cho Ngọc Trâm Cao, 31 cho Quỳnh Nguyễn, hết tất cả các bạn luôn nhá. Nào, hết nha. Nào lên tiếp đi ba. G29 G. Tiếp tục đi. Em chỉ lên một xíu thôi. Em không lên nhiều đâu các bạn ạ, để dành bữa sau em lên tiếp. Chứ em lên nhiều quá ngày mai em không chốt kịp. Tại vì do là bên các bạn nhân viên các bạn còn phải qua xưởng. Em lô các bạn qua xưởng đóng xỉ bên xưởng, tội nghiệp lắm. Nào tiếp tục ba. Đôi này sao anh? Hả? G8 các tình yêu nhá. Ồ đôi này đẹp quá. G8 đọc má. G8 2 hoàn tử. Nào, đọc mã. G8 đọc sai. 28 29 30. Hai mấy đôi? 29 hai đôi. G8 29 28 29 30 các bạn nhá. G8 28 29 và 30, 28 29 và 30 đúng hai đôi. À, đúng ba sai thôi. G8 28 29 và 30 các bạn nhé. G8 sai, G8 giúp em. Chị ơi bé trai đi, chị gái nhiều rồi. Ừ, quan trọng là chị Nhung chưa kịp soạn bé trai, tức là chị chưa đánh mã bé trai nên chị không lên được. Lên nó lộn lung tung phùng phèng hết, khổ lắm cơ. Chứ chị mà lên được là chị lên liền. Thúy Nguyễn ok 29 nha, chị Nhung chốt cho Thu Thủy Nguyễn 29, đẹp chưa? Cái đôi bạc này xuất sắc luôn các bạn ạ. Đôi bạc này xuất sắc luôn. Đấy, 139.000 các bạn nhé, trở về vị trí ban đầu. Được chưa? 28, 29 và 30, ai lấy comment giùm chị nhá. G8, 28, 29 và 30, đẹp chưa? Đẹp chưa các tình yêu này, đẹp chưa? Một đôi quá đẹp luôn, ai lấy comment giùm em là G8, 28, 29, 30 các bạn nha. Rồi, chuẩn bị chúng ta qua mẫu khác. Nguyễn Vui, 28, cảm ơn chị. Có quần áo không? Ngọc Trâm Cao, hôm nay chị không like quần áo. Nguyễn Vui, 28, chốt cho chị Nguyễn Vui nhé, còn 29 và 30. Đúng không ba? Còn 29 và 30 các bạn nhé. Lên tập đi hả? Rồi còn 29 và 30, ba lên tiếp đi ba. Tiếp. Siêu đẹp. Nào lên tiếp. G6 bao nhiêu? 27
29 30 có đúng 3 sai đây hả? Kìa. G6 27. Ôi. Cái này bé trai bé gái gì quất hết luôn các bạn ạ, đẹp kinh khủng. Nhưng cái này là bé gái thì nó phong cách hơn. Màu xanh, cái này ở ngoài nó sang lắm các bạn nhá. Ở ngoài nó sang cực kỳ sang. Cái này ở ngoài nó sang lắm luôn á. Đôi này rất là sang, các bạn cứ tin em một lần đi. Thử đặt niềm tin vào em một lần đi, đẹp cực kỳ. À, bạn này không xem được tiếc quá hả, đẹp chị ơi. Nào, cái này là G. G mấy quên rồi. G6 27 29 30. G6 27 29 30 các tình yêu nhá. G6 27 29 30 các tình yêu ạ. À, không có 33 mà vẫn chưa được đôi nào. Đấy, G6 27 29 30 những cái đôi này là em nói là đeo 8 năm không hư. Những cái đôi nào mà em nói là nó siêu bền là chắc chắn một điều là nó kinh khủng. Cái hàng này là hàng thương hiệu của Tiki Cốt đâu rồi? Nó làm sao để cho các bạn nhìn được cái mã. Cái hàng này là hàng thương hiệu của hãng. Hãng này là hãng Tizokit này. Tizokit đây là một cái thương hiệu rất lớn, cực kỳ lớn ở Quảng Châu. Đây là một thương hiệu cực kỳ lớn, các bạn cứ search mạng các bạn sẽ thấy cái thương hiệu này. Nó lớn lắm, cái hàng này nếu mà ở ngoài thị trường nó bán tầm 4-500 ngàn một đôi. Bởi vì do cô tí nhà em đợt trước đi mua một đôi rồi. Cái hàng này thương hiệu lớn, cực kỳ có tiếng lớn rồi nhá. Cái này chốt cho bạn 36 không có. Cái này chỉ có 28, 29, 30 thôi. Anh chốt cho ai không đọc luôn vậy. 29, Ngọc Trâm Cao 30. Thái Thanh Ngữ 27 hết. Thái Thanh Ngữ 27 hết hả? Hết rồi, đây. Này, vậy chốt cho ai? Thu Thị Nguyễn 29, Ngọc Trâm Cao 30. Thái Thanh Ngữ 27. Rồi, Thái Thanh Ngữ 27 này, Thu Thủy Nguyễn này, Ngọc Trâm Cao này hết nha ba bạn nhá. À, buồn thiệt sai. Chị ơi còn sai 33 nhiều lắm chị yên tâm ạ. Cái này là G7 các tình yêu nhá. G7 một đôi bốt cao hay một đôi cao và mang một cái phong cách rất lạ, em cũng không biết làm sao mà nó có những cái đôi mà độc như thế này. Đôi này em gọi là đôi siêu độc các bạn nhá. Và đôi siêu bền, những cái đôi này là đôi đỉnh của đỉnh, tức là nó siêu bền, siêu độc. Siêu bền và siêu độc. Cái này mà con mặc với quần jean, quần tây, quần gì cũng đẹp, đeo váy đúng không? Ok, mặc đồng phục thì quá đẳng cấp. Các bạn nhá, đôi này là đôi siêu bền. Em nói một từ là siêu bền. Cái đôi này là đế cao su nên nó siêu bền các tình yêu. Rồi, em đang cầm trên tay là size 33, 32 và 33. Ai lấy comment giùm em là G7 32 33 các bạn nhá. 32 và 37. 32 và 33, G7 32 và 33 các tình yêu nhá. Đôi này cũng là hàng thương hiệu cao cấp của Tizokit. Tizokit đây là một thương hiệu cực kỳ lớn của Quảng Châu. Tizokit các bạn nhìn thấy chưa? Những cái đôi này các bạn nhận được hàng các bạn nói nó bền quá chứ không nổi luôn. G7 32 và 33. 32 cho 33 cho hệ thống Messenger. Chị Nguyễn Thi ơi 36 không có. Chị Loan Vũ 33 có không? Có 32 thôi chị Loan Vũ ạ. Chị Loan Vũ em còn 32 thôi, em hết 33. Những cái hàng thương hiệu của Tizokit này rất là mắc tiền. Mắc lắm. Nào tiếp tục qua. Chị ơi 33 em hết, em còn 32 nhá, lên mã khác ba. Rồi cái này là G4. Bao nhiêu? 26 28 29 phải không? 26 28 29 các tình yêu, cái này là bé trai bé gái này. Đó, 26 2. Chị còn 30, chị Ngọc Mai ơi em hết 33 ạ. À. Chị ơi em xin lỗi chị nhá. Rồi, tiếp tục. Đẹp chưa? Cái này bé trai bé gái đều ok này. Những cái đôi này cũng là hàng của Tizokit luôn nhá. Tizokit các bạn. Ồ, những cái hàng Tizokit này đã đẳng cấp rồi. Nó là đẳng cấp rồi các bạn ạ. À. Đọc sai cho em đi. 26 28 29 được chưa? 26 28 29 các bạn nhá. 26 28 29 các bạn nhá. Tizokit hàng này là hàng đỉnh của đỉnh. Nếu như hàng này các bạn đi ra shop mà nó dưới 300 ngàn các bạn cứ trả lại giúp em, được chưa? Cứ trả lại dưới cho em. Cái những cái hàng này các bạn nó bền lắm, chịu không nổi luôn á. Những cái đôi này mà con đeo xuống chân êm luôn. Chị Loan Vũ lấy 32 cho chị luôn đi. Chị Loan Vũ nãy hồi nãy ok chị nhá. Rồi đôi này là 26, 28, 29 các bạn nhá. 26, 28, 29 Ngọc Trâm ta cao 29. Chốt cho Ngọc Trâm cao. Rồi 26 cho Quỳnh Nguyễn. Quỳnh Nguyễn em mua mấy size vậy? Rồi bây giờ em còn 28 các bạn nhá. 28 cho Thu Thủy Nguyễn. Chốt cho Thu Thủy Nguyễn. Cái hàng hả? Chốt cho Thu Thủy Nguyễn 28 ok này. Thu Thủy Nguyễn 28 ok nhé. Những cái đôi này quá đẳng cấp. Thu Thủy Nguyễn 28 ok. Thu Thủy Nguyễn còn 29 các bạn nha. Còn sai bao nhiêu? Còn 28 và 29 các tình yêu nha. Còn 28 và 29 được chưa? Thảo Hoàng à, gì đấy? Thanh Oanh, Thanh Oanh chị Nhung thấy.
Được các bạn nha, bé trai bé gái đều ok. Cái này thì ví dụ như có hai anh em, các bạn mua cặp cho hai anh em luôn. Nó đẹp quá mà nó bền. Quan trọng là cái hàng Tizokit này là các bạn đi kiếm được những cái dòng hàng Tizokit này đâu ra. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? 28 cho Vũ Huỳnh, ok Vũ Huỳnh luôn. Chốt cho hai Vũ Huỳnh. Vũ Huỳnh thì nãy giờ mấy đôi rồi? Vũ Huỳnh được hai đôi phải không Vũ Huỳnh? 28 cho Vũ Huỳnh nhé. Thái Thanh Ngữ 28, ok Thái Thanh Ngữ kèm Xuân Thoại. Mấy con sai mà nào? Thu Thủy Nguyễn rồi. Vũ Huỳnh 28 rồi. Em ngủ đây giày đẹp chịu không nổi. Em ơi Thái Thanh Ngữ ơi, hết 28 bây giờ còn 29 thôi nhá. Còn 29 thôi các bạn nhá, còn đúng 29 thôi. Còn 26 và 29 các tình yêu, còn 26 và 29 nào tiếp tục lên đi. Nào lên tiếp nào, lên tiếp 3 mã nữa nè. Lên liên tục lên ba mã luôn nè. Nào, nhanh 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 nè. Em ngủ đây hả, giày đẹp chịu không nổi. Ôi dồi ôi, lại Tizokit nữa, chết thôi, cái hàng này thương hiệu. Cái hàng này các bạn ơi này, em nói là cái danh dự của bên em nhé. Đây. Các bạn nhìn cái mạc này của nó này, Tizokit này. Cái hàng này cu tí nhà em nó đeo rồi. Nó mua mà nó là kinh khủng, mắc lắm luôn, chờ hoài không được đôi nào á. Ôi tội nghiệp bé chưa. Này Tizokit các bạn nhá. Rồi đọc mã đọc sai cho em đi anh ơi. Cái đồ này chết luôn, đồ này đẹp quá. Rồi cái này là mã G5. G5 đọc sai. Em cầm 31. 26, 29, 31. Ủa có 3 sai thôi hả? 26, 29, 31. G5 các bạn nhá. G5, 26, 29, 31. Các bạn nhìn thấy chưa? G5, 26, 29, 31. Đó. G5, 26, 29, 31. Đôi này đẹp xuất sắc luôn mà hàng cao cấp. Các bạn nhìn thấy hàng tôi Tizokit không? Hàng này ạ, vâng ạ, ở ngoài nó bán cả 300 ngàn một đôi, 3-400 ngàn một đôi đấy. Hàng Tizokit đấy. Rồi G5, 26, 28 và bao nhiêu? Quên rồi. 26, 29 và 31. 26, 29 và 31. 26 và 29, 31. Không có 33, em nhìn nãy giờ không có một đôi nào hay. Nguyễn Thị Tuyết Mai 26 chốt nhé. Rồi 090 232 6638 Nguyễn Thị Tuyết Mai. Không có 35 chị Lê Ngọc Hà. 26, 29 và 31 được chưa ạ? Bé trai đi chị hả? Dạ bé trai đi em, vâng ạ. Đây ạ, bé gái chị nhé. Hôm nay em like bé gái. Hôm nay em like bé gái chủ yếu. 26, 29 và 31. Đôi này xuất sắc luôn. Rồi Lê Xuân My. Lê Xuân My 31. Chốt cho Lê Xuân My 31 nhé. Ôi Lê Ngọc Mai ơi, Lê Ngọc Mai. Để chị Nhung coi xem có đôi nào 33 chị em cho một đôi nhé. Con gái đang nằm bên cạnh đúng không? Gái ơi. Nào, ok Lê Xuân My 31 này còn size 30, còn size 29 các tình yêu, còn size 29. 29 các bạn nhé, đôi màu xanh đó nữa. Cái đôi hàng thương hiệu. Trời Ngọc Mai. Các bạn inbox địa chỉ số điện thoại đi ạ. Tất cả các bạn vui lòng inbox địa chỉ số điện thoại giúp em nhá, để em ship hàng các bạn nha. Inbox địa chỉ số điện thoại giúp em để em ship hàng các tình yêu nha. Giày đó có bán sỉ không chị Nhung? Ờ không Nhung, chị Tuyết Trần ơi, em vẫn bán sỉ mà. Em đóng sỉ số lượng lớn luôn đấy ạ, à. Em đóng buôn luôn chứ. Anh Thái kìa, cười coi anh Thái kìa, và tôi nhú bà chào em, anh kìa. Bị mặt đâu mà nó kêu cười. Chịu nổi không? Anh kêu là có thấy mặt anh đâu mà kêu cười. Mắm sáu nhú thúi của chị. Các bạn nhìn đây ạ, à. Các bạn nhìn thấy không ạ? À? Em đóng buôn mà em đóng buôn cả lô luôn đấy chị ạ. À. Này các bạn nhìn thấy ạ, giày này kinh khủng chưa? Hàng này. Các bạn ơi, những cái đôi này làm sao mà nó hư cho nổi, em nói sao mà hư cho nổi. Kinh khủng đế này, các bạn nhìn này, đế đúc này. Rồi đọc mã đọc sai cho em đi anh. Đọc mã đọc sai. 32 3 mấy? 32 33 34 37 nha các tình yêu nhá. 32 33 34 37 mỗi sai mấy đôi. Được chưa? G3 thấy chứ, thấy anh nhăn từ tối giờ. 32 33 34 37 G3 các tình yêu nhé, không có 35 Hằng Nguyễn ơi. 32 33 34 37 ai lấy comment giùm em. 37 cho anh Võ mỗi size một đôi đúng không? 37 mỗi size một đôi nhá. 37 ok này. Rồi cho 37 còn đôi không? Hết nha Nguyễn Thi, hết nha hệ thống Massinger, hết nha. 33 chốt cho chị nào đây. 33 chốt cho Trần Bảo Ngọc. 33 chốt cho Trần Bảo Ngọc anh ơi. Anh chốt cho ai vậy?
Anh. Trời ơi, anh chốt, anh phải đọc cho em chứ, nó chưa hiện lên điện thoại của em luôn đấy. Nguyễn Cảnh 34 nhé. Nguyễn Cảnh 34, ok, Nguyễn Cảnh 34, còn là sao bao nhiêu? 33 em chốt, em chốt cho chị Trần Bảo Ngọc, ok Trần Bảo Ngọc nhá. Còn sai bao nhiêu ba? Hả? Còn 32 các tình yêu, còn 32 các tình yêu, còn 32 thôi ạ. Còn 32. Nguyễn Thị ơi 37 em hết ạ. Chị ơi có một đôi duy nhất, chị thông cảm giúp em nhé. Còn đôi 32, còn đôi 32 các tình yêu nhá. Còn đôi 32 ai lấy comment giúp em 32. Hết sạch các bạn nhá. Trần Phương em hết luôn. Trần Đàn Thu Hồng em hết rồi, lên mã tiếp ba. Cái mã đó đó, mã cao đó đó, khỏi bị đổ. Đúng rồi. Nào, mã này đọc sai đọc số đi. Em còn 32 thôi ạ. 32 cho Nguyễn Nhiên, cảm ơn gái yêu nhá. Đôi đó đẹp lắm. Em xin lỗi các tình yêu là đôi này các mẹ phải chốt nhanh thôi. Đọc mã, đọc sai. G mấy? G1 26 27 27 29 30. Úi giời sao nhỏ không vậy? Buồn đời thế. 26 27 29 30 các tình yêu nhìn không ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? G1 26 27 29 30. 26 mấy, 27 mấy, 28 mấy, 29 mấy? Các bạn nhìn thấy chưa ạ? G7 G7 à, G1 xin lỗi các tình yêu là G1 26 27 29 và 30. 26 27 29 và 30 G1 các tình yêu nhá. Rồi bắt đầu em chốt nào. Chốt nhanh chốt nhanh. G136 làm gì có đâu. Bé ơi. 27 cho Nguyễn Thị Tuyết Mai 27 này. Nguyễn Thị Tuyết Mai 27 ok này, Nguyễn Thị Tuyết Mai ok này. 29 cho Hoa Ngọc ok, Hoa Ngọc này. Hoa Ngọc này ok, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Rồi, Hoa Ngọc ok, Hoa Ngọc này. 30 cho Thúy Kiều này. Thúy Kiều cho 30 này. Ba chốt từ dưới nha, ba chốt ai là ba phải đọc cho em nha. Thúy Kiều 30 được chưa? Không có 34 chị Hồng Nhung nhá. Hồi nãy giờ ba bạn rồi đúng không? Rồi, Tina, Tina 29 nha. Tina 29 ok này. Hải Alex Hải Nguyễn inbox địa chỉ Nhung địa chỉ số điện thoại đi. Alex Hải Nguyễn ơi, tất cả các bạn inbox địa chỉ số điện thoại nha. Phải có địa chỉ, phải có số điện thoại em mới ship hàng nha các mẹ nhá. Và ghi rõ giùm em là chị ơi em chốt được những đôi nào giúp em. Alex Hải Nguyễn 30 ok, Alex Hải Nguyễn thấy không? Rồi, Hoa Ngọc ok rồi nhá. Alex Hải Nguyễn ok nhá. Thúy Kiều ok nhá. Rồi, đọc sai cái này còn sai bao nhiêu ba? Ồ, 26 27 29 và 30, 26 27 29 và 30 G1 các tình yêu nhá. Ok, G1 được chưa ạ? 26 27 29 và 30 đẹp xuất sắc luôn, đôi này là đẹp xuất sắc các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Em nói các bạn nhìn này. Ồ, cái đôi này không chịu nổi. Nhung Đoàn ok, chị Nhung Đoàn 29. Nhung Đoàn 29 nhá. Nhung Đoàn 29. Ủa sao không hiện lên em? Nguyễn Thị Ngọc đơn 326. Nguyễn Thị Ngọc Dơn ok, Nguyễn Thị Ngọc Dơn 326. Ờ, bị mất luôn. Nhung Đoàn, chị Nhung Đoàn 29 ok chị Nhung Đoàn. Còn hàng nào không Nhung, chị Nhung có Trần Phương chờ chị Nhung một xíu. Rồi còn sai bao nhiêu ba? Còn 27 29 3 30 các bạn nhá. 27 2 hả? Em đang cầm trên tay là sai. 29. Đấy, không có. 26 chị ơi. Ừ. Ngọc Dơn là 26 nha ba. Ok em rồi. Đó, cái ngòi bút đâu rồi. Nào lên mạng hát đi ba. Lên mã khác. Không. Cái này chỉ còn là 27, 29, 30 nhé. 27, 29, 30. Ai lấy comment giùm em là 27, 29, 30. 27, 29, 30. Cái đôi này là bao đẹp, bao bền, bao xuất sắc luôn. Rồi tiếp tục ba. Trả về vị trí. Cái này mã khác hả? Wow. Wow, cái màu này đã lạ quá các bạn ơi. Ừ, chị lấy 26 cho em rồi. Nguyễn Ngọc Nhơn, Nguyễn Ngọc Dơn, chị Nhung lấy cho em 26 rồi. Yên tâm nha, lấy đúng sai cho các bạn. Đôi này đi cùng túi sách luôn nha. Ok. Ok, G1 26. Rồi, cái này là màu hồng cam. Màu hồng cam các tình yêu nhá. Màu hồng cam đẹp cực kỳ luôn. G0 G02 26 27 28 29 26 27 28 29 26 27 28 29. Không có 30 hả?
Rồi G0 à, G2 các bạn nhá. G2 26 27 28 29 được chưa? 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 không có 32 ạ. Cuối cùng cũng được, mừng quá. Mở mắt không nổi nữa mà vẫn muốn xem. Cảm ơn gái. 6 7 8 9 26 27 28 29 nhá các bạn nhá. G2 ai lấy giùm em cái màu này là màu xuất sắc. Hả? À? Gì? Nào ai lấy comment giùm em để chuẩn bị em chúng ta chúng nghỉ luôn nha. Chúng ta chuẩn bị luôn, tại vì sao là em chỉ like một xíu thôi, tại vì sao ngày mai còn kịp chốt đơn. À, cái này không có 34 chị Trần Phương ơi. Cái này đẹp lắm nhưng mà không có 30, không có 34. 26 27 28 29 các bạn nhé. Ai lấy comment giùm em. Được chưa? 26 27 28 29. Nào tiếp tục qua mã. Lên mã nào hot thật hot để kết thúc like. Cái trong kia là cái gì vậy? LG là cái gì vậy bác? Anh nhắc giùm em cái LG mã ở trong cùng là cái gì vậy? Màu xanh xanh đấy, màu xanh cốm này. LG là cái gì vậy? Bốt hả? Bốt, ồ đẹp quá. Khó tập đi không? Z4 Ngân 26 kìa. Z4 Ngân 26, ok. Z4 Ngân G02. Z4 Ngân ơi, đôi này giá 0 đồng nhá. Anh ghi giá cho 0 đồng cho Z4 Ngân luôn. Em nãy trúng thưởng 33 không có. Không có. Bây giờ chị Nhung lên xem tập đi chờ. Các bạn chờ chị Nhung lên tập đi cho. Chờ xíu. Đây này, cái mã này lên là mã tập đi này bác. Đấy, tập đi đó. Nào. Đúng là màu xanh đằng sau đấy. Đúng màu xanh đằng sau đấy, là tập đi đấy. Anh mở ra coi xem. Mấy đứa nó đánh mã kiểu gì? Mã mở ra, coi xem nó đúng sai không. Tập đi các tình yêu này. Các bạn chờ em xíu. Tập đi của bé trai nhé. Các bạn chờ em xíu, tập đi của bé trai. Các bạn chờ em một xíu. Em đi soạn hàng cho các tình yêu. Ôi gần hết like mà không được. Các bạn chờ em một xíu. Đây này, một nùi tập đi này. Tập đi bé trai bé gái đẹp quá. Ôi trời ơi, đôi này giống nhau ạ. Phải, những cái đôi này là mỗi size một đôi. Đúng không? Mấy em có đánh mã không? Anh kiểm tra coi xem đúng không? Không không thì lát nữa lại anh cứ mở ra anh kiểm tra xem đúng chuẩn hàng đi, nó bắt đầu mới hạn chuẩn. Chứ không nó nhầm. Đó. Rồi ok, tập đi bé gái, tập đi bé trai. Rồi bây giờ tập đi bé gái, tập đi bé trai xong rồi chúng ta nghỉ. Chán quá không được đôi nào. Ghe cái đầu mi á. Tao nói cái đôi này mà các bạn không chốt là chết. Một tuổi Sơn Kim ơi, chị không, chị nói thiệt lòng luôn là con đang đeo sai bao nhiêu các bạn chốt bính nhiêu cho chị Nhung, đừng chốt sai. Rồi bây giờ các bạn ơi, công của những cái bạn mà con mẹ bỉm sữa, những cái mẹ mà có con bỉm sữa, con còn đang dạng bú sữa đấy, còn đang vắt sức của các mẹ đây ạ, đang đêm hôm lọ mọ thay vì là nằm ôm một ôm chồng ôm gối ngủ một giấc ngủ ngon lành mà vẫn còn lọ mọ ngồi chốt đơn, nên em quyết định G1 size 30 khó rồi phải không? Nhiêu hơ á. G1 size 30 có đúng không? Chị nhiêu hơ. Rồi chị nha. Tập đi bé trai đây. Chất chưa? Phong cách chưa? Đế này. Tao nói là bao êm luôn các bạn. Bao êm. Bao êm. Ủa cái đôi này sao em bốc lên tự nhiên có đôi hả? Đau đầu chưa? Nó nằm đâu? Cái góc nào vậy? Dạ em xin lỗi mọi người, xấu hổ ghê gớm. Đôi này có một đôi duy nhất, size 19 các bạn nhá. Một đuổi ai thoải mái luôn. Size 19, một tuổi size thoải 19. Size 19 ai lấy comment giùm em 19 được chưa? 19 ai lấy comment giùm em là 19, size 19 các bạn nha. Cả hai mẹ con đợi nè, Ngọc Mai em sẽ kiểm tra. Chị Ngọc Mai ơi, chị cứ inbox cho tin nhắn trang xưởng, mày mai em sẽ kiếm cho chị đôi 33 đẹp nhất trong hành tinh này và em chụp hình cho chị.
Được chưa? 19 cho Thúy Kiều, ok Thúy Kiều này, ok chốt cho Thúy Kiều nhá. Và tất cả những đôi tập đi chị Nhung sẽ bán từ đôi này trở đi bắt đầu bán chỉ 129.000 thôi, bởi vì hàng này chị Nhung sẽ bán cách trừ cho các bạn. Hàng này rất mắc tiền vẫn. Thúy Kiều ok, Thúy Kiều này ok Thúy Kiều nhá. Rồi, tập đi ok. Rồi, hết hàng. Có đúng một đôi à? Sẽ tư ngân hết nhá. Nào, tiếp tục ba. Đôi này được mấy đôi? 21, 23, 24 các tình yêu nhá. 21, 23 và 24 nào. Cái đôi này mà các bạn không mua thì còn mua cái gì các bạn ạ? 21, 23 và 24 các tình yêu này. Ui dồi ôi, nó đẹp. 129 ngàn nhá. Anh ơi, 129 nhá. 129 ok chưa? 129. 21, 23 và 24 được chưa? Ai lấy comment giùm em là thể thao 21, 23 hoặc 24 được chưa? Em đọc sai đấy ạ. 21, 23 và 24 thể thao. Ai lấy comment giùm em nhá. 129 ngàn thôi ạ. 129 ngàn. Đẹp xuất sắc và nhẹ như bông hồng luôn. Và đặc biệt là rất êm. Êm và nó dẻo như thế này mới gọi là tập đi này các bạn. Còn ba cái đồ cứng ngắc là chịu không nổi luôn. Chị ơi chị nhắn tin qua trang xưởng giúp em, inbox giùm em đấy ạ. Thu Hương Đỗ 21 cho Thu Hương Đỗ này. Ok Thu Hương Đỗ này. Ok chị Thu Hương Đỗ này. Ok chị Hương Đỗ nhá. Thu Hương Đỗ này, số điện thoại này 01699 này 277679. Ok chị nhá. Rồi Thu Hương Đỗ ok này. Mai Dạ Tuyết Lê 24 cho Tuyết Lê. Ok này, có 24 không? Ok, còn sai bao nhiêu? Còn sai 23 thôi các tình yêu, còn sai 23 thôi. Còn sai 23 để em đi soạn hàng cho các bạn. Nào, còn sai 23 ai lấy comment giùm em. Chị Hằng Nguyễn ơi, 321 không có, còn 23 thôi. Còn 23 thôi nào. Lên tiếp nào. Ba đưa em nào. Đôi này là đôi bé gái nhá. Bây giờ tới lượt tập đi bé gái đây. Em hứa mấy lòng luôn là đúng tập đi là đúng chất tập đi nhá. Tập đi là nó phải êm như thế này này. Tập đi là phải êm như thế này này các bạn, mà nó là hàng thương hiệu luôn. Hàng đây cũng là hàng thương hiệu Barbie gì đây? Sun BB. Hàng thương hiệu luôn. Toàn bộ những cái hàng này là hàng thương hiệu chị nhá. Hàng này là phải nói là con đeo lên là nó êm, mà êm cực kỳ luôn. Đế này các bạn nhìn thấy chưa? Không chê nổi luôn. Đã, bé gái tập đi nào. Tới lượt bé gái tập đi nào. Đọc sai đi ba ơi. Hả? 23, 24, 25 các tình yêu nhá. 23, 24, 25 nào. Ai lấy comment giùm em ạ. 22 nữa này. Em đây một đôi 22 nữa này. 22, 23, 24, 25. 22, 23, 24, 25 được chưa? 129 ngàn các tình yêu nhá. Không có 19. 22, 23, 24, 25 nha. 22, 23, 24, 25 ok. Nào ai lấy comment giùm em nào. Nhật Khánh 22 chốt cho Nhật Khánh 22 đây này. Nhật Khánh chị Nhung đang cầm này. Ok Nhật Khánh này. Nhật Khánh ok chị Nhung đang cầm này. Ok Nhật Khánh nhá. 090 này. 955 này. 1084 ok này. Rồi ok này. Oanh Loan Nguyễn 23 chốt cho chị nhá. Huyền Trang 25 chốt luôn nhá. Được chưa? Nào còn đôi nào nữa chốt luôn nào. Ôi đôi này đẹp quá. Đôi này đẹp lắm các bạn ơi. Đôi này đẹp lắm chị không nổi luôn á. Đôi này đẹp cực kỳ. Đôi này đẹp xuất sắc. Nào còn sai bao nhiêu nữa ba? Còn sai bao nhiêu nữa nào? 129 ngàn ba nhá. 129 ngàn nhá. Ok chưa? 24, 25. Trần Anh 25 gái yêu của chị nhá. Trần Anh này, Nguyễn Tâm 24 cho Nguyễn Tâm. Còn thế nào? Nguyễn Tâm 25. Nguyễn Tâm là hình như là bạn lấy xỉ của chị Nhung hay sao vậy? Bắn thôi. Nào lên một cái tập đi nữa cho nó các bạn nó ấm lòng. Đấy, tập đi đó luôn. Chung là giày bên chị Nhung thì các bạn không lo về chất lượng rồi, đừng lo. Cho em hỏi, có người lớn không? Giày lớn không? Áp. Chưa dậy. Hơn 3 tuần rồi em chưa nhận. Bữa nhân viên bên chốt sai rồi. Gọi cho chồng chị nhưng chồng chị. Ơ là sao Huyền Lê? Làm sao? Hả? Ừ để chị Nhung ghi lại, ghi nhận thông tin Huyền Lê. Huyền Lê để chị Nhung sẽ kiểm tra cái đơn của Huyền Lê nhé. Ừ sáng mai anh Thái làm cho anh Thái nói. Wow. Wow. Wow đây hàng thương hiệu Sun Baby Kit đây. Sun Baby Kit đây các bạn ơi, hàng thương hiệu của em đây. Một cái chú heo rất là đáng yêu. Trời ơi em chết đây, em tiêu rồi các bạn ơi. Ngất chưa, ngất chưa. Các bạn ơi nếu bạn nào cần hộp thì nói cần hộp. Bạn nào bỏ hộp thì ghi trong tin nhắn. À, buồn chị Nhung ghê đừng. Nha. Cái này là đen. Em chả biết là trai hay gái nữa. Đen là con nào? Thôi. Ừ cái này trai gái đều ok. Cái này trai gái đều ok các tình yêu nhá. Cái màu này không phải màu hồng phấn đâu ạ. Nó là màu
màu hồng mà lại pha mấy kem, nên bởi vậy cái này trai gái đều ok các bạn. Đẹp chưa, nấc chưa, hết nấc chưa, đôi và một đôi chị tặng đó. À vậy hả, là sao bạn anh, đôi của em là sao? Để mai anh làm cho Huyền nhé. Giày bé trai chị ơi, nhắn tin trang xưởng không thấy chị trả lời. Ok Trần Anh, ok Trần Anh. Rồi đọc má nào ba. Rồi 22 24 25 phải không? Bao nhiêu? 22 24 25. 22 24 25. Một đôi rất là siêu đẹp luôn. Phải nói là vừa rồi có không? Có, đôi vừa rồi em có không? Tâm Nguyễn có nha. 22 24 25 gái ơi. 22 24 25. 22 24 25. Đôi này đẹp lắm các bạn ạ. Đôi này nó đẹp một cách mê hồn luôn. Và nó êm một cách sang trọng nhá. Thu Thủy Nguyễn 25 ok Thu. À thôi 22 Thu Thủy Nguyễn này. Thu Thủy Nguyễn 22 ok Thu Thủy Nguyễn này. Hàng này hàng cao cấp các bạn nhé. Hàng này hàng thương hiệu đấy. 23 nữa này các bạn ơi. Còn 23 chị Nhung đang cầm 23 nữa nhé. 23 Phan Hà ơi, xỉ giày thì liên hệ với số điện thoại chị Nhung có ghi ở trên á. Số điện thoại của anh Thái á nhá. 23 24 25 các tình yêu nhé. 23 24 25. Ai lấy comment thì chị Nhung. Đôi này trai gái đều ok, đôi này đẹp cực kỳ. Đáng yêu chưa? 18 không? Ồ, Thái Thanh Ngữ ơi, ngày mai chị Nhung ship cho. Rồi, Nguyễn Tâm 25, ok. Ok, ok. Một tuổi Thu Thị Nguyễn ok đấy gái ạ. Nha. Rồi, Nguyễn Tâm 25, chốt cho Nguyễn Tâm luôn em ơi. Đẹp lắm, chịu không nổi những cái đôi này. Và đặc biệt là rất êm, các bạn nhìn hàng này. Các bạn nhìn hàng này, đây mới gọi là tập đi các bạn nhé. Khi mà chân con nó đang mong mảnh, mỏng manh, mỏng manh nhé. Em đang cầm 23 cho Nhật Khánh. Tốt cho Nhật Khánh 23, ok Nhật Khánh luôn này. Ok nha. 1084 ok Nhật Khánh. Nào tiếp tục. Còn bạn nào tập đi thì chị Nhung lên cho các bạn luôn này. Cái công mà bỏ công của các bạn Nguyễn Tâm á. Là em sử dụng hai cái bút. Bút à? Có cả bút luôn này các bạn này. Nãy giờ sao lên được các bạn đây? Nghỉ chưa? Sao muốn nghỉ không? Hỏi ông này, hỏi đại ca này mà muốn nghỉ không là lúc nào ông cũng phán là nghỉ đi. Tâm Nguyễn đâu có 25 đâu. Tâm Nguyễn là 25 mà. Có đâu. Đây này, đôi kia Nguyễn Tâm kìa, Nguyễn Tâm là 1 đó. Hai rồi khác nhau. Hai nick khác nhau. Anh em ơi, Tâm Nguyễn ơi, Minh Nguyễn Tâm ơi, em là 1 đúng không? Hai. Biết hai, rồi, hai, em đã sử dụng ba. Em đã sử dụng hai Facebook. Nó lấy nó lấy con này nó nhiều chuyện nhá. Thấy chưa? Anh chửi cho em này kìa. Anh kêu con bé này nhiều chuyện kìa. Anh Loan Nguyễn 24. Em là 1 đúng không? Mà mi sử dụng hai Facebook đúng không? Tại vì em nó hay lấy hai Facebook mà nó đặt hàng, em nhớ. Thấy cái số điện thoại khác làm gì hai Facebook cùng con bé một lúc. Em ơi Nguyễn Tâm ơi, là Nguyễn Tâm em lấy Facebook vậy. Tại vì thấy hai bạn Tâm Nguyễn và Nguyễn Tâm. Nào bây giờ bạn Nguyễn Tâm là nào khách sỉ và nào khách lẻ. Bởi vì do là một bạn khách sỉ một bạn khách lẻ. Ai xỉu thì xỉu chứ em sắp xỉu đây. Em sắp xỉu đây các tình yêu. Ngạn lời nước mắt tràn. À khác à. Thôi em không lấy đôi hai trùng với Khánh. Ừ chung với Khánh kìa, anh Lân Nguyễn xả, ok. Cái đôi này là đôi chết người. Đôi này em không biết gọi là sao nhá, ba ta hồng này. Ba. Tâm Nguyễn không có đâu nha. Vậy Tâm Nguyễn nãy không có đâu nha. Anh nói vậy đấy. Rồi, đôi hồng size 25, ai lấy comment giùm em đôi hồng size 25 nhá. Rồi, đôi hồng size 25 này. 25 22 này các bạn nhá, 22 25. Ai lấy comment giùm em ạ? À? 22 25 các tình yêu nha. 22 25 và 23. 23 22 25. 22 23 25 nhé. 22 23 25. Ai lấy comment giùm em. 18 làm gì có. Vớ vẩn cái bà anh võ kia. Vớ vẩn. Nào 22 cho bạn anh Thu Nguyễn ok này. Hả? Cái gì đây? Minh Nguyên Nguyên 22 ok Minh Nguyên Nguyên này. Rồi lớn không vậy chị? Ừ mấy cái đôi này nó nè ta nói ba ta mà nó như thế này này các tình yêu. Em bỏ cái lót ở trong nhé. Này nó ba ta mà nó như thế này này các bạn. Đấy, ba ta mà nó như thế này mới là nên đeo cho con nhá. Khi mà tập đi là phải đeo những cái đôi như thế. Được chưa? Đấy, tập đi là phải đeo như thế này. Đấy, những cái đôi mà chân bạn nhỏ nhỏ đấy. Đẹp lắm luôn, đẹp chết người nha. Đẹp chết người, 22 chị Nhung hết. Bây giờ chỉ còn 23 thôi à. Thu Thủy Nguyễn ơi, em chốt 23 giúp chị nhá. Thu Thủy Nguyễn nhá. Thúy Kiều 23 này, ok Thúy Kiều này.
Rồi bây giờ còn 25, ai chốt 25? Trần Anh 25 hết hàng. Hết sạch sẽ luôn, được chưa? Này. 25 cho bạn này, anh này, Trần Anh này. 25 cho Trần Anh này, ông mập ông không chịu like nữa các bạn ạ. Ông mập này. Không, ai 18 thì nhỏ xíu à. Này, cho bạn là Thúy Kiều 23 này, Kaka. Kaka, Kaka. Ngọc Hà ơi, chị Nhung hết rồi. Nào. Yeah. Ông kêu em mà like à, trông mãi mà chị không like ha. Mà chị like không hay. Ơ thế mi không bấm trang xưởng à? Mi không bấm trang xưởng à, theo dõi trang xưởng. Nào có đôi nào mà số lượng nhiều nhất á, lên một đôi cuối cùng thì nghỉ. Số lượng thật nhiều. Có là một số lượng thật nhiều. L16 nha, L18 nha. Nói chung là nhiều lắm mà bây giờ ông xã chị kêu là em mà like là coi như là cho em một like, em chốt đơn một mình. Đấy, ông phán câu đó nên buộc phải nghỉ các tình yêu ạ. Em xin lỗi, em nghỉ. Năn nỉ chị á. Thu Thủy Nguyễn gì vậy? Ai muốn gì mai nhắn tin. Ai muốn gì mai nhắn tin. Chịu nổi ông mập không? Rồi, thôi các bạn ạ. Nói chung là ông mập lắm nên bởi vậy. Vàng đi anh Thái kìa. Ngọc Dơ này năn nỉ kìa. Nữa đi chị kìa. Nguyễn Tâm kìa chị ơi. Cái đầm lần trước em nhờ chị giữ đơn giùm em còn không vậy? Hà Trần ơi, đầm sai bao nhiêu? Anh Thái hỏi, tại vì đơn lẻ là anh Thái quản lý, chị Nhung không có quản lý đơn lẻ. Đấy, em cứ để em xem trước luôn, em để xem trước luôn, vô canh miết mà không thấy, bớp. Trời ơi, chị Nhung like từ bây giờ. Tối nay không được cái gì thì nhắn tin qua trang xưởng. Xong. Nào, bạn nào tối, tất cả các bạn đêm nay được cái gì thì nhắn tin trong tin nhắn trang xưởng. Bạn nào không được cái gì cũng nhắn tin trong tin nhắn trang xưởng. Nhá, ngày mai chị Nhung chốt cho nhanh, được chưa? Ngày mai chị Nhung chốt nhanh cho. Năn nỉ chị Á, đẹp trai hết sức mà. Kìa, sáu nhú nó khen anh kìa. Thế là thôi, cảm ơn các tình yêu, tạm biệt mọi người. Tiếp đi kìa kìa, sao nhú kìa. Nói chung là giày đẹp lắm, nhiều lắm. Mà bây giờ ống không chịu like nên thôi chúng ta nghỉ. Ống mà phán cho câu là ngày mai em tự chốt là tiêu luôn. Tại biết sao, ngày mai chị lại phải đi qua xưởng sớm. Mà tự chốt thì sao mà tự chốt được. Tự chốt thì sao mà tự chốt đẹp này. Đẹp chưa, có cả bốt luôn các bạn. Nhưng mà thôi bây giờ không like nổi đâu. Ông thần trai trai kia ông không chịu like được các tình yêu ạ. Nó có cả bốt này. Ông trai trai kia. Ồ, giày nam giày bốt bao la nguyên một kho. Thôi đi nghỉ, chúng ta đi nghỉ. Và đôi bát bốt nam này đẳng cấp quá. Đôi bốt nam này dành cho những bạn nào mà sắp sửa về quê này, đẹp lắm nha. Nhưng mà thôi để bữa sau chị Nhung la. Các bạn nghỉ đi, các bạn nghỉ đi giữ sức khỏe chứ đêm nào cũng cứ lọ mọ nửa đêm với bà Nhung này. Chồng xuống nhan sắc, mấy ông chồng ống lại kêu là tại bà Nhung. Thôi tạm biệt các tình yêu. Đầm ruốc 16kg áo, ok, ok Hà Trần, ok nhé. À, phải cuối tuần sau, tức là phải rơi vào tối thứ ít nhất là tối thứ 7 thì em mới like tiếp được. Chứ em không like được, nói chung là ngày mai thì tất cả các đơn hàng sẽ được đi hết. Em không giữ đơn nha các bạn nha, tất cả các bạn sẽ được đi hết. Ví dụ như bạn nào mà thiếu cái nào thì cứ nói các bạn nhân viên, các bạn sẽ chụp cho chị các bạn. Được chưa ạ? À, chứ bởi vì do là em không giữ đơn đâu, nếu mà giữ lại tuần sau thì có khả năng là cái đơn, khả năng rất cao là đơn hàng của các bạn sẽ bị lạc. Bởi vì rất là nhiều. Các bạn nhé, Nguyễn Tâm ngày mai chị Nhung tịp chụp cho. Được chưa, Suri ơi. Ngày nào cũng coi mà không chốt được gì hết đá chị hả, khổ. Mai gửi luôn túi, đấy, mắm thúi. Giờ này đi đâu mà từ giờ này Tiễn mới xuất hiện. Coi lại like đi, mà bây giờ coi lại like cũng hết sạch rồi. Giận chị quá hả. Đấy, thấy khổ không chưa. Ít nhất là phải tối thứ 7 chị Nhung mới like được cho các bạn. Tại vì do là bởi vì do là trong tuần thì chị rất là bận. Trong tuần thì đa phần là chủ yếu là đóng xỉ không à. Đơn, giữ đơn chị để chị lấy thêm nhé. Chị Thương Đỗ ơi, em không giữ đơn chị nhá. Chị thông cảm giúp em, tại vì em sẽ đi hàng liên tục luôn đấy. Em đi hàng luôn trong sáng ngày mai và chiều ngày mai luôn. Mai tiếp hai chị. Tiếp sao được, tại vì trong tuần là các bạn nhân viên, các bạn phải qua xưởng, các bạn phụ chị đóng xỉ. Do đó nếu mà chị mà like như thế này là các bạn không kịp chốt. Nên các bạn thông cảm giúp em. Rồi tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối thật là ngon giấc. Yêu mọi người rất nhiều, yêu mọi người rất nhiều, tạm biệt mọi người ạ.